Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 162. Lục Lâm Thiên nhìn Thái Cổ U Minh Viêm bao bọc vô ảnh phệ tủy độc thư trong tay, Lục Lâm Thiên xem như là người hiểu về vô ảnh phệ tủy độc thư. Lúc trước khi vừa rời khỏi thế giới linh vũ đi ra bên ngoài, Lục Lâm Thiên đã gặp ma linh yêu nữ bố trí vô ảnh phệ tủy độc thư, thiếu chút nữa chết rồi. Những vô ảnh phệ tủy độc thư này không sợ Tử Kim Huyền Lôi, nhưng sau này may mắn có Thái Cổ U Minh Viêm vừa vặn khắc chế vô ảnh phệ tủy độc thư. Vô ảnh phệ tủy độc thư thật mạnh. Quan sát vô ảnh phệ tủy độc thư bị Thái Cổ U Minh Viêm bao phủ, Lục Lâm Thiên phát hiện con vô ảnh phệ tủy độc thư này tiến hóa tới mức những vô ảnh phệ tủy độc thư trong tay ma linh yêu nữ không thể so sánh, đủ đạt tới cấp độ nhất nhị nguyên hóa hồng cảnh, tăng thêm thiên phú khủng bố đã có thể làm cường giả hóa hồng cảnh thúc thủ vô sách. Lục Lâm Thiên không sợ vô ảnh phệ tủy độc thư, nhưng bên cạnh còn có Lục Doanh cùng Lục Xảo, Lục Trực, Phi Thiên Lão Yêu, đúng là không thể không cố kỵ. Độc tôn tiền bối, có biện pháp đối phó vô ảnh phệ tủy độc thư hay không? Lục Lâm Thiên đến bên cạnh Vạn Độc Chí Tôn, nhờ vào quan hệ Phong Du Du, ma linh yêu nữ cùng Vạn Độc Chí Tôn, Lục Lâm Thiên không có thời gian hỏi nhiều, nhưng nội tâm cũng có phỏng đoán, có lẽ Vạn Độc Chí Tôn có biện pháp đối phó cũng không chừng. Sắc mặt Vạn Độc Chí Tôn ngưng trọng, nói. Vô ảnh phệ tủy độc thư cấp độ thấp ta có thể đối phó, nhưng mà vô ảnh phệ tủy độc thư tiến hóa quá mạnh mẽ, ta chỉ có thể bảo vệ mình, nhưng không có biện pháp đối phó, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi đây, vô ảnh phệ tủy độc thư đã đi ra thành đàn, nếu không rời đi sẽ tổn thất thật lớn. Không nghĩ tới lại có nhiều vô ảnh phệ tủy độc thư như vậy, đây là đồ tốt. Cũng vào lúc này, cây đao màu vàng nói trong đầu Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nghe vậy, lập tức dùng tiểu hồn anh hỏi. Đao thúc, những vô ảnh phệ tủy độc thư này đối phó ra sao? Vô ảnh phệ tủy độc thư thứ này sống thành đàn, người bình thường cũng không biết lai lịch của chúng, nhiều vô ảnh phệ tủy độc thư tồn tại như vậy, nhất định có một đầu mẫu thư gần đây. Trừ mẫu thư ra, vô ảnh phệ tủy độc thư khác đều không có linh trí, muốn khống chế, cũng chỉ có thể thoát ly khống chế của mẫu trùng, sau đó bố trí bí pháp. Nhưng cũng chỉ có thể đối phó vô ảnh phệ tủy độc thư yếu ớt mà thôi, nhưng mà hiện tại muốn đối phó những vô ảnh phệ tủy độc thư có thể đối phó hóa hồng cảnh, vậy cũng chỉ có hai biện pháp, giết mẫu thư, hoặc là bố trí ấn ký linh hồn vào linh hồn mẫu thư, như thế có thể triệt để khống chế đám vô ảnh phệ tủy độc thư. Cây đao màu vàng trả lời Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nghe cây đao màu vàng nói thế, lập tức ánh mắt vui vẻ, nói, đao thúc, người có thể nhìn trộm mẫu thư vô ảnh phệ tủy độc thư đang ẩn thân nơi đâu không? Cây đao màu vàng tỏa ra hào quang vàng nhạt, nói. Vô ảnh phệ tủy độc thư chỉ sinh ra ở nơi độc nhất trong thiên địa hiếm thấy, mẫu thư nhất định ẩn thân trong đó, nhưng người bình thường biết rõ ẩn thân ở bên trong cũng không làm gì được, nơi kịch độc như vậy không ai dám vào. Hơn nữa muốn tiêu diệt mẫu thư cũng không dễ dàng, nó có thể khuếch tán linh hồn trong nơi kịch độc, tương đương bất tử bất diệt, rất dễ dàng khôi phục, muốn bố trí linh hồn phong ấn quá khó khăn, đồng thời. Không tu luyện độc công, hoặc là độc công không đủ bố trí ấn ký linh hồn, không cần nghi ngờ đó là hành vi tìm chết. Lục Lâm Thiên nghe vậy, hắn tiếp tục hỏi. Đao thúc, mẫu thư có ở gần đây không? Cây đao màu vàng nói. Hẳn là sẽ không quá xa, những vô ảnh phệ tủy độc thư sống thành đàn sẽ không rời mẫu thư quá xa, nơi này đầy kịch độc, chỉ cần tìm nơi kịch độc nồng đậm nhất là có lẽ tìm được mẫu thư. Xuy. Sau khi cây đao màu vàng dứt lời. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt Viêm Quang lão đạo, Thái Cổ U Minh Viêm trong lòng bàn tay bộc phát, vây khốn vô ảnh phệ tủy độc thư bên trong, dọa Viêm Quang lão đạo đầu đổ mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người chú ý, cùng phòng ngự với nhau, những vô ảnh phệ tủy độc thư này cố kỵ băng hỏa thuộc tính, dùng băng hỏa thuộc tính áo nghĩa làm chủ phòng ngự mới có thể ngăn cản một hồi. Trong lòng bàn tay Vạn Độc Chí Tôn lại vây khốn vài con vô ảnh phệ tủy độc thư, hắn quát lớn. Người trong Thương Khung Minh không dám chần chờ, lập tức liên thủ phòng ngự, bắt đầu hội tụ băng hỏa thuộc tính áo nghĩa ngăn cản vô ảnh phệ tủy độc thư công kích. Loại phòng ngự này, Lục Doanh, Lục Xảo cũng gia nhập vào bên trong, thân là tu luyện giả có toàn bộ chủ thuộc tính, tự nhiên không làm khó được bọn họ. Ngẩng đầu nhìn qua bầu trời rừng rậm đầy khói độc, thần sắc Lục Lâm Thiên ngưng trọng, lòng bàn tay bộc phát Thái Cổ U Minh Viêm, hỏa diễm hóa thành vòng tròn bao phủ toàn bộ người Thương Khung Minh vào trong. Khí tức nóng rực và âm hàn làm tâm thần mọi người chấn động. Các ngươi cẩn thận, tốt nhất không nên rời khỏi khu vực này, ta đi rồi quay lại, Tâm Đồng, muội đi theo ta. Lục Lâm Thiên dứt lời,
Lục Lâm Thiên hai người hóa thành hào quang tiến vào trong rừng rậm, đám chủng tộc Minh Linh Thiên La Minh bên kia không ngừng kêu gào thảm thiết. Tại sao hỏa diễm màu xanh này quen thuộc như vậy? Người Thương Khung Minh cảm kích nhìn theo Lục Lâm Thiên, nhưng hỏa diễm nóng Lục Lâm Thiên bố trí lưu lại làm mọi người kỳ quái, bọn họ cảm thấy hỏa diễm này dường như đã từng quen thuộc. Sau một lát, trong khu vực đầm lầy hôi thối, vô số bọt khí đen nhánh trong đầm lầy tỏa ra ngoài, mùi gai mũi khó ngửi có thể ăn mòn linh hồn, sinh cơ chung quanh không còn, vạn vật không sinh, chỉ có vật kịch độc là tươi tốt. Kịch độc không đâu không có tỏa ra, phòng ngự bình thường không có hiệu quả, độc khí khủng bố kia bao phủ thiên địa. Thiệt nhiều bảo vật độc dược, ca ca, đây là đâu, độc khí quá đậm, huynh cẩn thận một chút. Lục Tâm Đồng nhắc nhở, chung quanh đầy bảo vật độc vật, nhưng trong hoàn cảnh này nàng không có tâm tư thu thập. Tâm Đồng muội cẩn thận một chút, ở đây chính là hang ổ của vô ảnh phệ tủy độc thư. Lục Lâm Thiên nhắc nhở Lục Tâm Đồng, hắn cho thái cổ U Minh Vie bao phủ mình và Lục Tâm Đồng vào trong, độc khí bị thái cổ U Minh Viêm đốt cháy kêu xèo xèo. Đao thúc, ta cảm giác trong đầm lầy này có khí tức chấn động. Lục Lâm Thiên dùng tâm thần cảm ứng, Lục Lâm Thiên cảm giác được khí tức chấn động dưới đầm lầy. Đúng vậy, ta cũng cảm giác được, người muốn đối phó mẫu thư cũng chỉ đi vào đầm lầy, độc khí nơi đây người thường không thể đỡ upsilon.ng vào, nhưng mà người có thái cổ U Minh Viêm, cũng không cần quá bận tâm đâu. Cây đao màu vàng trả lời Lục Lâm Thiên. Ta cũng muốn biết mẫu thư có bộ dáng gì, hôm nay phải bắt lấy nó mới được. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, thái cổ U Minh Viêm bao phủ thân thể của hắn, ký vô số bọt khí phóng lên trời, nương theo đó là vô số độc khí bùng nổ. Nhảy vào đầm lầy, Lục Lâm Thiên bơi xuống dưới, thái cổ U Minh Viêm bao bọc làm đầm lầy dậy sóng, kịch độc trong đầm lầy có thể làm thất nguyên bát nguyên hóa hồng cảnh chạm vào là chết ngay, nhưng giờ phút này lại không trở ngại Lục Lâm Thiên quá nhiều. Trong đầm lầy, cũng không biết tiến vào bao lâu, đột nhiên thái cổ U Minh Viêm tỏa ra hào quang chói mắt trong bóng tối. Đi ra cho ta. Bỗng dưng Lục Lâm Thiên quát một tiếng, hỏa diễm màu xanh bay ra, lập tức đánh vào một hướng trong đầm lầy. Một chưởng này bao quát không gian nơi đó vào trong. Xì xì. Thái cổ U Minh Viêm đốt cháy khói độc chung quanh, lập tức hai vô ảnh phệ tủy độc thư xuất hiện trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên, thái cổ U Minh Viêm trói buộc chúng không thể thoát ra. Có lẽ mẫu thư đang ở bên trong, người cẩn thận một ít, đây là địa bàn của mẫu thư, rất khó đối phó. Cây đao màu vàng nói với Lục Lâm Thiên. Khó đối phó cũng tới, ta muốn xem mẫu thư mạnh bao nhiêu. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng đầy ngạo khí, lúc này không giống ngày xưa, với tu vị và thực lực của hắn bây giờ, Lục Lâm Thiên không cho rằng mình phải sợ cái gì. Ca ca, nơi này thật quỷ dị. Lục Tâm Đồng xuyên thấu qua thái cổ U Minh Viêm nhìn chung quanh, nàng cũng cảm giác được nguy hiểm, loại nguy hiểm này làm tâm thần Lục Tâm Đồng sinh ra kiêng kỵ. Nơi này đương nhiên quỷ dị, mẫu thư đang ở gần đây. Lục Lâm Thiên nói với Lục Tâm Đồng, tâm thần quan sát đầm lầy. Nhưng hắn bị đầm lầy cản trở không ít, khó mà cần sát được cái gì. Vừa dứt lời, thái cổ U Minh Viêm trong người hắn bùng phát, nhiệt độ cao đốt không gian chung quanh kêu xì xì không dứt bên tai, khói độc và không gian chung quanh bị đốt không còn gì. Xa xa xa, dưới nhiệt độ khủng bố này thiêu đốt, lập tức có tiếng kêu quái dị vang lên, lập tức không ít vô ảnh phệ tủy độc thư bao quanh thái cổ U Minh Viêm, nhiệt độ khủng bố này làm vô ảnh phệ tủy độc thư xuất hiện. Không dám tới gần thái cổ U Minh Viêm. Xoẹt. Cũng vào lúc này, đột nhiên đầm lầy chấn động, trong đầm lầy có một đám độc khí như độc long lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Sốt cục nhìn không được sao. Lục Lâm Thiên hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt híp lại, sau đó phất tay đánh ra một đám hỏa diễm nghênh tiếp độc long đang lao tới. Đám độc khí kia bị hỏa diễm màu xanh ra trời đẩy lui không ít, nhưng vẫn bị nhiệt độ khủng bố của thái cổ U Minh Viêm đốt thành hư vô. Nhưng lúc này trong đầm lầy sinh ra chấn động rất mạnh, trong nháy mắt một cơn phong bạo bao phủ quanh người Lục Lâm Thiên, giống như cự thú há miệng nuốt Lục Lâm Thiên vào trong. Nhiệt xúc, lăn ra đây. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, tâm thần khẽ động, trong chốc lát thái cổ U Minh Viêm bùng phát, nhiệt độ đáng sợ bao phủ đầm lầy. Phong bạo quét qua đầm lầy bị thái cổ U Minh Viêm đốt thành cho tàn. Nhất định là mẫu thư, có thể giảo hòa tới mức này. Tu luyện chắc chắn không dễ, cũng khó đối phó. Cây đao màu vàng nói trong đầu Lục Lâm Thiên. Không có khó đối phó như thế, một con sâu mà thôi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên,
hắn phất tay cầm huyết lục, một đạo đao mang kim sắc bổ thẳng về một phía, vị trí đó là vị trí của mẫu thư là một con sâu lông lá toàn thân, nó lớn gấp hai lần những con vô ảnh phệ tủy độc thư khác. Một đao bổ tới sinh ra khí tức ngút trời, Lục Lâm Thiên bổ ra một đao, cho dù là cửu nguyên hóa hồng ngạnh kháng, không chết cũng trọng thương. Nhưng làm cho Lục Lâm Thiên khiếp sợ là, một đao này chém vào người mẫu thư chỉ sinh ra tia lửa, sau đó không bị thương chút nào, chỉ kêu xèo xèo vài tiếng mà thôi. Trên người mẫu thư lúc này sinh ra khí tức vô cùng khiếp người, khí tức nguy hiểm khuếch tán ra chung quanh. Trong rừng rậm cổ xưa, thái cổ u minh viêm bao phủ phạm vi rất rộng, người thương khung minh đã không còn bị vô ảnh phệ tủy độc thư công kích, chỉ có những người sớm bị vô ảnh phệ tủy độc thư công kích làm đau khổ. Vô ảnh phệ tủy độc thư lúc này đã bị vạn độc chí tôn, hải nhược hồng tôn các cường giả khác khống chế. Đột nhiên vô ảnh phệ tủy độc thư công kích thiên la minh, lúc này vô số vô ảnh phệ tủy độc thư mắt thường khó thấy đều hiện thân, chúng kêu vang thật lớn, cũng có không ít vô ảnh phệ tủy độc thư trong người các minh linh bỏ ra ngoài, sau đó biến mất trong rừng rậm không thấy gì nữa. Đám vô ảnh phệ tủy độc thư bám vào người các cường giả vốn bị vạn độc chí tôn khống chế đã thoát khỏi trói buộc, lực lượng cuồng bạo sinh ra. Đám côn trùng này có thực lực không dưới nhị nguyên hóa hồng cảnh. Coi chừng, dám vô ảnh phệ tủy độc thư sắp nổ tung. Đột nhiên, vạn độc chí tôn hét lớn một tiếng, âm thanh rồn rập, tiếng nói của vạn độc chí tôn vang lên, hơn 10 con vô ảnh phệ tủy độc thư nổ tung trong tay của bọn họ. Rầm rầm rầm, âm thanh nổ tung vang lên không dứt bên tai, năng lượng nổ tung như quả bom, thể tích nhỏ nhất, nhưng mà năng lượng cuồng bạo khủng bố nổ tung dữ dội. Năng lượng kịch độc càng ngày càng mạnh. Phần Phật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong nháy mắt, rất nhiều cường giả đều vây quanh vạn độc chí tôn, hải nhược hồng tôn cũng không có tư tàng, lúc này nhiều vô ảnh phệ tủy độc thư tự bạo, kịch độc còn sót lại bị vạn độc chí tôn thu vào ống tay áo. Phát sinh chuyện gì nhưng mà vô ảnh phệ tủy độc thư đã rời đi, dường như có gì đang triệu hoán ta đấy. Trong đám người kinh hồn chưa định, Hải Nhược Hồng Tôn hỏi vạn độc chí tôn. Đồn đãi vô ảnh phệ tủy độc thư là mẫu thư lợi hại nhất, vô ảnh phệ tủy độc thư rời đi có quan hệ với mẫu thư, việc này có lẽ có quan hệ với Lâm Thiên, nếu ta đoán đúng, bọn họ hẳn phải đi đối phó mẫu thư. Trên mặt vạn độc chí tôn mang theo thần sắc ngưng trọng. Hỏa diễm màu xanh ra trời bùng nổ, mẫu thư kêu xèo xèo quái dị, khí tức trên người càng ngày càng mạnh. Xoẹt, khí tức nguy hiểm không ngừng khuếch tán ra. Thể tích lớn như ngón tay, lập tức hóa thành mấy chục con trùng màu đen, độc khí tuôn ra, sóng kịch độc không ngừng tuôn ra, thái cổ u minh viêm đang khuếch tán ra chung quanh. Tuy kịch độc ngập trời bao phủ thái cổ u minh viêm bị đốt cháy không ít, nhưng vẫn không thể ngăn cản nó lan tỏa ra. Xoẹt! Giờ phút này mẫu thư há miệng ra, từ răng nanh bén nhọn có thể thấy được hàn quang đen nhánh tỏa ra, trong miệng bắn ra một dòng chất lỏng kịch độc ngập trời đang bị thái cổ u minh viêm đốt cháy. Nhưng cũng có một ít đánh lén Lục Lâm Thiên. Kịch độc khủng bố này ngay cả vạn độc chí tôn cũng không dám đỡ upsilon.ng vào, tu vị cửu nguyên hóa hồng bình thường bị kịch độc lan tới sợ rằng cửu nguyên đại viên mãn cũng bị ăn mòn hóa thành hư vô. Nhiệt xúc, độc này cũng không kém. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, muốn ra tay, bỗng nhiên trong mi tâm có kim quang bắn ra ngoài, kim mang phóng đại, sát khí ngập trời bùng nổ, hào quang màu vàng không ngừng bùng nổ. Trong nháy mắt này mẫu thư đột biến, dường như cảm giác được cái gì đó, trong mắt của hắn mang theo vẻ sợ hãi. Nhiệt xúc, độc của ngươi đối phó phàm vật còn được, trước mặt bản chí tôn cũng vô dụng thôi. Trong sát khí ngập trời này, trong cây đao màu vàng sinh ra âm thanh ông ông, sau đó nói với Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, đừng trì hoãn nữa, mẫu thư đang kêu gọi tử tôn của nó quay về, đến lúc đó đối phó còn phiền toái hơn, ta ngăn chặn mẫu thư này. Người giúp nhà đầu khắc ấn ký linh hồn lên đi, mau chóng khống chế nghiệp xúc này đi. Xèo, xèo. Cây đao màu vàng bùng nổ, mẫu thư kêu lên đầy sợ hãi, tiếng kêu xèo xèo chói tai, khói độc càng ngày càng nồng đậm. Nghiệp xúc, muốn, hồn tán, thừa cơ đào thoát sao, đối mặt với bản chí tôn, ngươi chậm rồi. Cây đao màu vàng hét lớn, lúc này thái cổ u minh viêm phóng thích lực lượng ra ngoài, sát khí ngập trời bao phủ mẫu thư, khói đen bị phá hủy. Đồng tử của mẫu thư co rút lại, trong nháy mắt này hắn không cách nào phản kháng. Tâm đồng, bố trí ấn ký linh hồn, ta giúp muội một tay. Lục Lâm Thiên nói với Lục Tâm Đồng, mang lên Lục Tâm Đồng, hắn chuẩn bị cho Lục Tâm Đồng bố trí ấn ký linh hồn,
muốn khống chế mẫu thư cũng chỉ có cường giả tu luyện độc công mới được. Lục Tâm Đồng nghe vậy, nàng ngưng kết thủ ấn, hai mắt nhắm chặt, trong mi tâm bắn ra một đạo linh hồn. Nhiệt xúc, trung thực đi. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, khí tức nóng bỏng bùng phát, thái cổ U Minh Viêm bộc phát hỏa diễm rất mạnh, sau đó bao vây lấy Lục Tâm Đồng. Vào lúc này, thái cổ U Minh Viêm bao bọc trong đầm lầy, vô ảnh phệ tủy độc thư hiển hiện ra, trong lúc nhất thời dường như mất cái gì, nó hoảng sợ thất thố lại cực kỳ sợ hãi thái cổ U Minh Viêm. Nửa canh giờ, một đạo linh hồn lực nóng bỏng từ thái cổ U Minh Viêm bắn vào mi tâm của Lục Lâm Thiên. Vào lúc này, Lục Tâm Đồng nhắm mắt lại, sắc mặt chẳng biết tại sao đột nhiên tái nhợt, thần sắc trên mặt vô cùng hưng phấn. Suy suy, mẫu thư khủng bố mở mắt nhìn Lục Tâm Đồng, trong đồng tử đáng sợ này, giờ phút này nó vô cùng kính cẩn ngoan ngoãn. Vô ảnh phệ tủy độc thư bùng nổ, dường như cũng tìm được cái gì đó, linh hồn lực bay về phía mẫu thư. Sau đó quỷ dị chui vào trong cơ thể mẫu thư. Đao thúc, được rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, nói với cây đao màu vàng, Lục Lâm Thiên phát giác đao thúc thời gian gần đây càng ngày càng mạnh. Xem như xong, khống chế mẫu thư này không khác gì đạt được bảo vật không tệ, nhưng mà nơi đây còn kiện bảo vật khác, nếu không lấy ra, tiểu nha đầu này về sau sẽ không thể nuôi mẫu thư được đâu. Cây đao màu vàng nói với Lục Lâm Thiên. Còn có bảo vật. Lục Lâm Thiên nghe xong, lập tức phóng thích tâm thần dò xét đầm lầy, sâu trong đầm lầy còn có năng lượng chấn động liên tục tràn ra, cổ xưa thái cổ lại mang theo kịch độc, nhìn trộm một lát đã làm tâm thần Lục Lâm Thiên run lên, kịch độc này có thể ăn mòn tâm thần. Đừng có dùng linh hồn quan sát, vừa rồi nếu là kẻ khác đã chết rồi. Cây đao màu vàng nói với Lục Lâm Thiên, thấy Lục Lâm Thiên dò xét cũng không có ngăn cản, dường như cố ý gây nên. Lục Lâm Thiên bĩu môi. Trong mắt mang theo kiêng kỵ nhìn bảo vật trong đầm lầy, sau đó hỏi cây đao màu vàng. Đao thúc, trong đó là vật gì? Cây đao màu vàng nói. Độc chi thánh nguyên, chính là vật thời kỳ hồng hoang, không dưới mộc chi thánh nguyên, chính là chí bảo với tu luyện giả độc công, cũng là nguyên nhân vô ảnh phệ tủy độc thư tồn tại, có lẽ vô ảnh phệ tủy độc thư chính là độc chi thánh nguyên diễn hóa mà thành. Lại là bảo vật này. Lục Lâm Thiên nghe xong tâm thần chấn động. Lúc trước đạt được mộc chi thánh nguyên giao cho vô song dung hợp, đây chính là chí bảo tuyệt thế, đủ làm cường giả đỉnh cấp trong thiên địa tham lam, giá trị không dưới tử lôi huyền đỉnh, thậm chí còn mạnh hơn. Đối với tu luyện giả mộc thuộc tính áo nghĩa mà nói, đây là chí bảo không cách nào chống cự, bởi vì theo như đồn đãi, thánh nguyên có mấy thành trợ giúp đột phá hư vô cảnh, điểm này cho dù là bán thánh khí cũng không thể so sánh. Lục Lâm Thiên mỉm cười, độc chi thánh nguyên và mộc chi thánh nguyên đều giống nhau. Là chí bảo của tu luyện ghìa độc công, tam muội có được nó, từ đó về sau tu luyện độc công thuận buồm xuôi gió, muốn đột phá đến đại viên mãn hóa hồng là chuyện dễ dàng, đột phá hư vô cảnh cũng có vài phần nắm chắc. Ca ca, cái gì là độc chi thánh nguyên? Vẻ mặt Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi Lục Lâm Thiên, thấy cây đao màu vàng nói chuyện với Lục Lâm Thiên, nàng vô cùng nghi hoặc, nàng lần đầu nhìn thấy cây đao màu vàng này, từ sát khí chấn động đã làm linh hồn nàng run lên. Lục Lâm Thiên cười cười, nói với Lục Tâm Đồng. Tam muội, kỳ ngộ của muội đến rồi, đạt được độc chi thánh nguyên sẽ có chỗ tốt rất lớn với ngươi, chân lý niết bàn của ta không mang cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, nhưng mà đạt được độc chi thánh nguyên sẽ giúp ngươi trở thành độc công đệ nhất nhân, vượt qua vạn độc chí tôn cũng nằm trong tầm tay. Trong rừng rậm cổ xưa, người thương khung minh đứng chờ ở đó, chung quanh đã không còn vô ảnh phệ tủy độc thư xuất hiện, nhưng mà người thiên la minh tổn thất thảm trọng, kinh hồn chưa định. Cũng không dám tiếp tục đi tới, ngược lại đứng cách xa người thương khung minh, chờ thương khung minh có động tĩnh mới tùy tiện đi lên. Giữa không trung rừng rậm có mây độc áp đỉnh, chẳng biết lúc nào đã từ từ tiêu tán một ít, làm cho rừng rậm này sáng hơn một ít. Vào lúc này sâu trong rừng rậm có một đạo hào quang màu xanh lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt người thương khung minh, phất tay thu liễm hỏa diễm thái cổ U Minh Viêm vào trong người. Phụ thân, Tâm Đồng cô đâu? Lục Doanh. Lục Sảo, Lục Trực nhìn thấy phụ thân bình yên quay về, ánh mắt ngưng trọng buông lỏng, nhưng thấy tam cô Lục Tâm Đồng không theo phụ thân quay về thì lo lắng. Lục Lâm Thiên nói với Lục Doanh. Tam cô người đạt được chỗ tốt, hiện tại đang ở trong thiên trụ giới luyện hóa. Lục Doanh nghe xong vui mừng không nhỏ. Lâm Thiên, người đã hàng phục mẫu thư. Vạn Độc Chí Tôn và Hải Nhược Hồng Tôn lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Vạn Độc Chí Tôn biết rõ mẫu thư cũng không kỳ quái,
gật gật đầu tỏ vẻ thừa nhận, sau đó nói. Chúng ta tiếp tục đi thôi, trong rừng rậm này chắc không còn nguy hiểm nào khác. Mọi người nghe vậy vô cùng vui mừng, thần sắc khẩn trương cũng thả lỏng, mọi người lúc này cũng lên đường. Chủng tộc minh linh của Thiên La Minh thấy thế liền theo sau. Khi người Thiên La Minh bị vô ảnh phệ tủy độc thư công kích tổn thất thảm trọng, thương vong gần nửa, mà Thiên La Minh tổn thất nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vậy nhìn thấy Thiên La Minh theo đuôi, không ít thương khung minh muốn ra tay với Thiên La Minh, cuối cùng cũng vẫn bị Lục Lâm Thiên áp chế. Bởi vì Chí Tôn Điện xuất hiện, làm cho Lục Lâm Thiên giảm đi rất nhiều thù hận với Thiên La Minh, trong thương khung bí cảnh ở đầy nguy cơ, càng không phải lúc ra tay với Thiên La Minh. Trong rừng rậm cổ xưa này đúng như Lục Lâm Thiên dự liệu, kế tiếp không có quá nhiều nguy hiểm. Cũng nằm trong dự kiến của Lục Lâm Thiên, trong rừng rậm độc khí này là địa bàn của vô ảnh phệ tủy độc thư, sợ rằng không còn thứ hung hãn nào khác, nếu có cũng sớm bị vô ảnh phệ tủy độc thư thanh trừ. Mọi người đi rất nhanh trong rừng rậm này, rốt cục nửa canh giờ sau cũng đi ra ngoài, bọn họ có cảm giác tìm được đường sống trong cõi chết. Ra ngoài rừng rậm chính là dãy núi mênh mông, người Thiên La Minh cũng bay về Upsilon T vào trong sơn mạch, thương khung minh nhiều người, Thiên La Minh sẽ không xung đột với thương khung minh. Đi! Lục Lâm Thiên cũng không có ý làm khó Thiên La Minh, trong rừng rậm cũng không có ý xuống tay, lúc này ý bảo Lục Doanh theo đuôi, lập tức bay đi. Người thương khung minh vào lúc này không chút do dự, nhanh chóng đuổi theo Lục Lâm Thiên. Trên đường đi gặp một ít người minh linh Thiên La Minh, nhìn thấy Lục Lâm Thiên người đông thế mạnh nên đi ra xa, sợ Lục Lâm Thiên ra tay với bọn họ. Mà người thương khung minh lúc này vui mừng, lập tức tụ tập lại, trong đó có không ít người quen. Vào ngày thứ ba, sau lưng Lục Lâm Thiên có mấy ngàn người đã tụ tập tới hơn vạn người. Lục Lâm Thiên cũng đành chịu, những người này nguyện ý theo sau mình, cũng không thể cự tuyệt. Trong lúc đi đường, từ lời những người tụ tập Lục Lâm Thiên biết được, trên đường bọn họ gặp được không ít nguy cơ. Trong sơn mạch bao la này, không gian trong sơn mạch nóng dần lên, khí tức nóng bức càng tăng, cuối cùng những người thực lực thấp rất khó chống cự. Dưới khí nóng này, không gian chung quanh vặn vẹo, hơi nước đã sớm không tồn tại. Nơi này quỷ dị, khí tức nóng bỏng cũng không phải nguy hiểm gì. Trong đám người có không ít người nói chuyện với nhau, cũng có không ít người ngưng trọng. Tốc độ của Lục Lâm Thiên cũng giảm dần, tâm thần cẩn thận quan sát chung quanh. Sau khi bay qua vài chục ngọn núi, Lục Lâm Thiên nhíu mày. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thấy trước mặt có không ít thân ảnh đang tụ tập, khí tức nóng bỏng càng mạnh hơn. Ngừng! Lục Lâm Thiên phất tay bảo mọi người ngừng lại, Lục Lâm Thiên có dự cảm không tốt, linh hồn quan sát sâu trong địa mạch, sâu trong lòng đất có chấn động truyền ra, khí nóng càng mạnh hơn trước. Chạy mau, phía dưới không phải núi lửa bình thường, là núi lửa sắp phun trào. Bỗng dưng Lục Lâm Thiên lập tức nói với người sau lưng, ánh mắt ý bảo Lục Doanh, Lục Âm, Phi Thiên lão yêu trốn đi. Siêu, siêu, từng người phản ứng khi Lục Lâm Thiên quát lớn, không ai dám chậm trễ. Ầm ầm, trong nháy mắt Lục Lâm Thiên quát lên, sâu trong lòng đất có tiếng ầm ầm, ngọn núi nứt ra, khí nóng phóng lên trời, dung nham nóng bỏng bay lên trời, khí nóng ngập trời, năng lượng khủng khiếp bùng nổ. Cả không gian nhộn nhạo, hỏa diễm làm cho hóa hồng cảnh hãi hùng khiếp phía sinh ra, giống như vô số cự long gào thét, phong bạo dữ dội càn quét không gian. Núi lửa bùng phát, không phải là một chỗ bùng phát, mà là cả sơn mạch bùng phát, không gian như tận thế. Vô số người chạy không kịp nên bị dung nham bao phủ, lực lượng hủy diệt bộc phát các nơi, hóa hồng cảnh không ngừng kêu thảm thiết. Năng lượng khủng bố này không phải hóa hồng cảnh đủ khả năng đỡ Upsilon.NG vào, từng đám hóa hồng cảnh hóa thành cho tàn, thần hồn câu diệt. Trong nháy mắt rất nhiều hóa hồng cảnh bị dung nham thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thậm chí có người không kịp kêu đã hóa thành cho tàn. Núi lửa bộc phát, chạy mau. Cứu mạng A-Hát, cứu ta. Từng tiếng cầu cứu vang vọng, tiếng kêu thê thảm nơi nào cũng có, các hóa hồng cảnh chật vật chạy thục mạng, vô số dung nham phun trào bắn thẳng lên trời, phàm là người bị xung kích, tu vị ngũ nguyên hóa hồng không chết cũng trọng thương. Trong thời gian ngắn có rất nhiều hóa hồng cảnh vẫn lạc, bị dung nham bao phủ hồn anh và linh hồn phân thân cũng không thể thoát khỏi. Các ngươi cẩn thận. Lục Lâm Thiên vận dụng thái cổ U Minh Viêm bảo hộ mọi người. Lập tức hỏa diễm bảo hộ Lục Doanh, Lục Sảo, Phi Thiên Lão Yêu và cường giả Phi Linh Môn vào trong,
về phần những người khác Lục Lâm Thiên sẽ không bảo hộ nhiều. Núi lửa bùng phát quá khủng khiếp, đây không phải núi lửa bình thường, đây là thiên hỏa. Trong đám người, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn các cường giả đỉnh cấp run rẩy, ra tay bảo hộ không ít người, nhưng mà cũng không thể bảo hộ toàn bộ, có không ít hóa hồng cảnh vận khí không tốt đã chết. Ngao! Bỗng dưng khi Vạn Độc Chí Tôn nói ra, núi lửa bùng phát dữ dội, đột nhiên trong dung nham có tiếng long ngâm vang vọng. Tiếng long ngâm này làm linh hồn mọi người chấn động dữ dội. Chấn động cỡ này khuếch tán ra, trong lúc bất chi bất giác rất nhiều cường giả hóa hồng cảnh cảm thấy linh hồn rung động không nhỏ. Khí tức cỡ này cho dù là Lục Lâm Thiên cũng phải chấn động, đây không phải núi lửa phun trào đơn giản như vậy, mà là có hung thú xuất thế, hung thú này ngủ dưới đất không biết bao lâu, giờ phút này xuất thế tạo ra động tĩnh lớn như vậy, làm cho rất nhiều hóa hồng cảnh vẫn lạc. Ngao! Lúc này một thú thể màu đỏ khổng lồ xuất hiện, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Quanh thú thể là hỏa diễm và dung nham nóng chảy, nó có đầu rồng, sừng hươu, mắt sư, lưng hổ, eo gấu, vảy rắn, móng ngựa, đuôi trâu trên người, khí tức hồng hoang tỏa ra không gian. Quái vật khổng lồ xuất hiện, hai mắt như lửa của nó nhìn qua các hóa hồng cảnh, cái nhìn này làm linh hồn của người ta rung động dữ dội. Thánh hồng cảnh, tâm thần Lục Lâm Thiên chấn động, khí tức trên người quái vật này tuyệt đối là thánh hồng cảnh. Loại khí tức này Lục Lâm Thiên đã cảm nhận được trên người Hồng Vũ. Lục Lâm Thiên cũng không biết lai lịch của quái vật này. Hồng Hoang Hỏa Kỳ, không ngờ tên này vẫn tồn tại. Cây đao màu vàng nói bên tai Lục Lâm Thiên. Đao thúc, người biết ra hỏa khủng bố này sao? Lục Lâm Thiên nghe vậy, lập tức hỏi thăm. Cây đao màu vàng trả lời. Đây là kỳ lân nhất tộc Hỏa kỳ lân nhất tộc con trống là kỳ, con mái là lân. Những gia hỏa này đều là hung thú nổi danh hồng hoang, đều là tồn tại khủng bố trong thiên địa, ngay cả thời đại viễn cổ và hồng hoang cũng rất thưa thớt, thực lực khủng bố đến cực điểm, hỏa kỳ lân phun kỳ lân hỏa có thể thiêu đốt vạn vật, tiếng giống như sấm, có thể chấn vỡ linh hồn. Lục Lâm Thiên nghe xong càng nhíu mày, thần thú nổi danh hồng hoang, lại là thánh hồng cảnh, không khủng bố mới là lạ. Hồng hoang hỏa kỳ, chẳng lẽ đây là hồng hoang hỏa kỳ? Có lẽ chính là hồng hoang hỏa kỳ mà ngoại giới đốn đãi. Tại sao thứ khủng bố này lại xuất hiện trong thương khung bí cảnh, dĩ vãng chưa từng có người gặp qua? Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn lập tức kêu to lên, bọn họ hãi hùng khiếp vía. Ngao! Hồng hoang hỏa kỳ gào thét, cũng không chậm trễ thời gian, thân hình khổng lồ bay lên trời, vô số dung nham và hỏa diễm rơi ra chung quanh. A hát! Một ít hóa hồng cảnh không may lại bị dung nham bao phủ. Chỉ trong nháy mắt bốc hơi thành cho bụi, hình thần câu diệt cực nhanh. Tất cả mọi người liên thủ công kích, nhanh. Lúc này Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn các cường giả đỉnh cấp hô to, từng đạo công kích đánh thẳng vào quái vật khổng lồ, từng linh khí áo nghĩa bất phàm đánh tới tấp. Vạn Độc Chí Tôn lập tức vận dụng kịch độc đánh thẳng vào quái vật kia. Hải Nhược Hồng Tôn vận dụng thủy thuộc tính áo nghĩa, thủ ấn ngưng kết thành trụ băng lập tức đâm thẳng vào hồng hoang hỏa kỳ. Rất nhiều cường giả thương khung minh cùng ra tay, năng lượng thiên địa hội tụ rất đậm, hỏa diễm nóng bỏng làm không gian chung quanh bị đốt cháy. Rầm rầm, công kích như thiên băng địa liệt đánh thẳng vào người hồng hoang hỏa kỳ. Tất cả mọi người rõ ràng, muốn đối phó quái vật này, trừ liên thủ thì không có biện pháp nào khác. Nhưng mà thân thể khổng lồ của hồng hoang hỏa kỳ bị nhiều người liên thủ công kích vẫn trơ ra đó, hoàn toàn không tổn thương tới thực chất. Ngao! Hồng hoang hỏa kỳ bị những công kích này chọc giận, gào thét như sấm sét, tiếng gào chấn nhiếp linh hồn, không gian chấn động sau đó tan nát. Hung quang trong mắt tỏa ra chung quanh, thân thể khổng lồ phóng lên cao, thân thể khổng lồ xuyên qua không gian. Tuy nó có thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, lập tức nương theo hỏa diễm lao vào trong đám người. A hát! Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, trong đám người hỗn loạn, rất nhiều hóa hồng cảnh bị đâm chết, không gian tan nát. Hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Một ít hóa hồng cảnh trốn nhanh cũng bị đánh bay, sắc mặt tái nhợt và bị trùng kích không nhẹ, có người đổ máu lui ra xa. Còn có không ít người bị tiếng giống của nó ảnh hưởng, linh hồn tan nát mà chết. Không ít minh linh và thú tộc đều vận dụng bản thể đứng vững, nhưng đối mặt với bản thể khổng lồ của hồng hoang hỏa kỳ chẳng khác gì dân chơi thứ thiệt, cũng khó có thể thoát khỏi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động. Rốt cục biết rõ vì sao mỗi lần tiến vào thương khung bí cảnh, cường giả hóa hồng cảnh vẫn là quá nhiều, không
không có bao nhiêu người trở ra, bởi vì nhiều hóa hồng cảnh hơn nữa cũng không đủ chết. Hóa hồng cảnh ở bên ngoài đều là tồn tại cường hãn, nhưng trong thương khung bí cảnh tràn ngập nguy cơ này vẫn không có bao nhiêu lực chống cự, hoàn toàn không đủ chết. Lui ra phía sau, Lục Lâm Thiên bố trí điện quang quanh người, Tử Lôi Huyền Đỉnh phóng thích ra khí tức hủy diệt bay ở tầng trời thấp, hắn bảo hộ đám người Lục Doanh, Lục Âm, Lục Trực và Phi Linh Môn. Ngao! Hồng Hoang Hỏa Kỳ gào thét, đôi mắt to lớn của nó nhìn qua Lục Lâm Thiên đang thúc giục Tử Lôi Huyền Đỉnh, sóng âm của nó có thể chấn vỡ linh hồn của người khác, thân hình khổng lồ mang theo hỏa viêm nóng bỏng va chạm với Lục Lâm Thiên. Hừ! Lục Lâm Thiên lúc này quát to một tiếng, hắn cũng không có lùi lại, trong thời gian thật ngắn, thân ảnh của hắn tỏa ra kim quang ngập trời, điện quang quét qua không gian, đồng thời thân thể của hắn bành trướng hóa thành bất diệt La Hán tượng to như núi. Xem ngươi mạnh bao nhiêu. Thân thể bất diệt La Hán tượng khổng lồ có điện quang tỏa ra, La Hán bá đạo trừng mắt, trong nháy mắt ngắn ngủi lập tức đánh thẳng vào Hồng Hoang Hỏa Kỳ, những nơi quyền kình đi qua, không gian khó mà khôi phục lại, điện quang tử kim quét qua hư vô. Quyền kình hung hãn đánh thẳng vào người Hồng Hoang Hỏa Kỳ, trong giây lát âm thanh trầm đỡ Upsilon, C vang lên, trên người Hồng Hoang Hỏa Kỳ có tiếng sấm vang vọng các nơi. Lục Lâm Thiên biến sắc, một quyền của hắn như đánh vào vật cứng nhất trên đời, mặc dù sau đó có hỏa diễm và lực phản chấn truyền ra, bất diệt La Hán tượng cũng thân bất do kỳ lảo đảo lui ra phía sau. Cực mạnh! Sau khi lui ra mấy bước, Lục Lâm Thiên lúc này mới đứng vững, ánh mắt của hắn vô cùng rung động. Thánh hồng cảnh Hồng Hoang Hỏa Kỳ quả nhiên không tầm thường, vừa rồi nếu là Bát Nguyên đỉnh phong bình thường đã chết rồi, nhiệt độ cao và lực phản chấn nếu không phải hắn có lực phòng ngự cao và thái cổ u minh viêm chống lại nhiệt độ khủng, kết quả có thể nghĩ. Ngao! Lục Lâm Thiên đánh một quyền làm Hồng Hoang Hỏa Kỳ đã tập trung vào hắn, ánh mắt bắn ra hào quang sáng ngời, một đạo năng lượng cực mạnh bùng phát. Thật khó đối phó! Lục Lâm Thiên ngưng trọng. Từ một quyền này hắn biết rõ Hồng Hoang Hỏa Kỳ cực độ khó dây vào, hiện tại mình chọc giận Hồng Hoang Hỏa Kỳ, chỉ sợ phải thừa nhận công kích điên cuồng nhất. Xoẹt! Bỗng nhiên khí tức trên người Hồng Hoang Hỏa Kỳ chấn động, Lục Lâm Thiên cảm giác được cái gì, đôi mắt của nó nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, khí tức man hoang bùng nổ, thân thể khổng lồ run lên, lập tức nương theo khí tức chấn động này, thân hình khổng lồ từ từ lui ra sau hai bước, ánh mắt cực kỳ nghi hoặc. Ầm ầm! Cùng lúc đó không gian rung động này dường như làm rung động cả thương khung bí cảnh vô tận. Ngao! Mọi người ngạc nhiên, Hồng Hoang Hỏa Kỳ khổng lồ liên tiếp gào thét, âm thanh như lôi minh, ngay sau đó thân ảnh quay lại, thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng nó biến nhỏ chỉ bằng con sư tử, sau đó nhanh chóng rời đi. Ồ! Lục Lâm Thiên kêu lên, thu liễm bản thể và thu hồi Tử Lôi Huyền Đỉnh, ánh mắt cực kỳ nghi hoặc. Chẳng biết tại sao Hồng Hoang Hỏa Kỳ lại đột nhiên rời đi. Xảy ra chuyện gì? Người Thương Khung Minh cùng Thiên La Minh ngạc nhiên nhìn Hồng Hoang Hỏa Kỳ rời đi, trong thần sắc bối rối còn cảm thấy khó tin. Đao thúc, vì sao Hồng Hoang Hỏa Kỳ đột nhiên rời đi? Lục Lâm Thiên âm thầm hỏi cây đao màu vàng. Cây đao màu vàng nói. Ta cũng không biết, nhưng lúc này. Cây đao màu vàng đang nói đột nhiên dừng lại, sau đó nói với Lục Lâm Thiên. Đi vào bên trong đi, ta cảm giác được một ít tồn tại, đang ở sâu phía trước. Ân, Lục Lâm Thiên đáp, cũng không có hỏi nhiều, đao thúc cũng không làm mình ăn thiệt thòi. Nhiệt độ chung quanh khi Hồng Hoang Hỏa Kỳ rời đi cũng yếu đi không ít, nhưng mà vẫn tồn tại. Từ khi Hồng Hoang Hỏa Kỳ xuất hiện cũng không bao lâu, Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh có hơn 2 vạn hóa hồng cảnh chết hơn 7.000, trọng thương cũng không ít, còn lại rất nhiều người kinh hồn chưa định thần lại. Không có sao chứ. Vạn Độc Chí Tôn và Hải Nhược Hồng Tôn đều đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, trên đường đi trong lúc vô tình bọn họ lấy Lục Lâm Thiên làm chủ, sâu trong nội tâm đã không xem Lục Lâm Thiên là người trẻ tuổi, Lục Lâm Thiên nhiều lần bảo hộ mọi người, bọn họ cũng rất bội phục. Lục Lâm Thiên lắc đầu, nhìn toàn trường, ánh mắt đầy cảm thán, tu vị hóa hồng cảnh ở ngoài là bá chủ một phương, thế nhưng trong thương khung bí cảnh lại vô lực như vậy. Vạn Độc Chí Tôn nhìn theo ánh mắt Lục Lâm Thiên, nói. Trong thương khung bí cảnh này đầy nguy cơ, mỗi một lần vẫn lạc không ít hóa hồng cảnh, nhưng mỗi lần đều không ngừng có người tiến vào, đồn đãi có kỳ ngộ to lớn, làm cho tất cả mọi người cam nguyện mạo hiểm. Lục Lâm Thiên nghe vậy, khẽ ngẩng đầu, nói. Đi thôi, nơi đây cũng không nên ở lâu. Siêu siêu. Một lát sau,
từng thân ảnh bay về Upsilon T đi. Bành bành. Ba ngày sau đó, năng lượng phong bạo nổ tung ở biên giới khu vực băng hàn truyền ra, lúc này thổ thuộc tính áo nghĩa không ngừng oanh kích vào thân thể dị thú băng hàn, thân thể khổng lồ của nó bị cột sáng đánh bay, thân thể ngã xuống đất, máu huyết nhuộm đỏ chung quanh. Vèo. Trong nháy mắt thân thể dị thú hàn băng bị chấn vỡ, một đạo thân ảnh cao ngất nhảy ra, lập tức thu một viên nội đan vào trong tay, khóe miệng cười vui vẻ, đó là Lục Gia Lục Trực. Siêu siêu. Vào giờ phút này, trong không gian hàn băng, thân ảnh rậm rạp lướt đi, chính là đoàn người Lục Lâm Thiên, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn. Ba ngày qua mọi người đi vào trong không gian hàn băng này, tao ngộ hiểm cảnh cũng không nói chơi, sông băng đứt gãy, khí hàn băng lạnh thấu xương, không phải bình hóa hồng cảnh bình thường có thể chống cự, băng chùy trong không gian này có thể xuyên thủng thân thể hóa hồng cảnh, làm không ít hóa hồng cảnh vẫn lạc. Dị thú hàn băng này cũng là một loại trong khu vực này. Chỉ là hoang thú không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng mà thực lực cực kỳ khủng bố, trong cơ thể có nguyên đan ẩn chứa năng lượng chấn động không kém, hẳn là bảo vật. Sốt cục đi ra. Đi qua khu vực băng hàn này, không ít người buông lỏng một hơi, khu vực băng hàn nguy hiểm không yếu hơn hồng hoang hỏa kỳ bao nhiêu. Tiếp tục đi lên phía trước. Lục Lâm Thiên nhìn sơn mạch mênh mông trước mặt, dẫn đầu đội hình bay về Upsilon T đi, những người sau lưng không dám dừng lại, đều bay theo đuôi. Siêu, siêu. Sau một lát, giữa không trung có không ít thân ảnh bay đi, khí tức hỗn loạn dồn dập, cực kỳ chật vật. Là người Thương Khung Minh. Không ít người nhìn qua đám người Lục Lâm Thiên, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, sau đó lập tức đi tới bên cạnh đám người Lục Lâm Thiên. Minh Thổ Hồng Tôn, các ngươi như thế nào? Một đại hán trung niên sau lưng Lục Lâm Thiên hỏi thăm đám người chật vật chạy tới, cả hai dường như quan hệ không phải nông cạn. Phía trước có người Chí Tôn Điện Đại khai sát giới, chúng ta không phải đối thủ. Lão giả hít sâu một hơi, ổn định thần sắc bối rối, lúc này mới nhìn Lục Lâm Thiên đi đầu đám người, sắc mặt biến hóa không ít, vội vàng nói. Lục trưởng môn, người tới quá tốt, con của ngươi đang bị người Chí Tôn Điện vây công, chúng ta cố tình tương trợ, nhưng không phải đối thủ của Chí Tôn Điện, thật sự bất lực, thứ lỗi. Ở địa phương nào? Lục Lâm Thiên nghe vậy. Ánh mắt nhìn qua lão giả này, trong mắt bắn ra hàn khí làm cho lão giả chấn động tâm thần, linh hồn rung động rất mạnh. Lão giả bối rối trả lời Lục Lâm Thiên. Ở cách đây không xa có không ít người Chí Tôn Điện. Vèo. Lão giả chưa nói xong, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức biến mất, thân ảnh Lục Lâm Thiên bay đi, nói. Độc tôn tiền bối, nơi này ngươi chiếu cố, ta đi trước. Hải Nhược lão hữu, ngươi dẫn đường, chúng ta đi thôi. Vạn Độc Chí Tôn do dự một lát, lập tức theo đuôi. Độc tôn tiền bối, chúng ta cũng đi. Lục Doanh, Lục Xảo, Lục Trực, Lục Phương, Lục Thành năm người cùng lên tiếng, hóa thành năm đạo hào quang đuổi theo Vạn Độc Chí Tôn. Bang bang, tiếng nổ trầm thấp vang vọng hư không, các đỉnh núi nổ ầm ầm, tiếng chém giết thảm thiết vang vọng các nơi. Trên không trung, một thân ảnh màu xanh da trời và một thân ảnh màu xám đang vây công một thân ảnh màu xanh khác. Người phía trước là thế giới thượng thanh thiên giới mật địa phong hành thiên chủ, thứ hai chính là lão giả áo xám, thổ thuộc tính chấn động rất mạnh, một lão giả mặc trường bào màu xanh rộng rãi, quanh người có mộc thuộc tính áo nghĩa. Rầm rầm, ánh mắt phong hành thiên chủ ngưng trọng nhìn lão giả áo xám và áo xanh. Phong hành, nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi không tiến bộ bao nhiêu cả. Lão giả áo bào xanh cười lạnh, vừa dứt lời mộc thuộc tính áo nghĩa bùng phát. Năng lượng bao phủ phong hành thiên chủ vào trong, lập tức dây dưa với phong hành thiên chủ. Ba người giao thủ khó phân thắng bại trong nhất thời, tuy phong hành thiên chủ nhìn như chiếm thượng phong một ít, nhưng mà không cách nào ngăn cản được hai lão giả này liên thủ. Nhân tôn, địa tôn, các ngươi đúng là không biết sống chết. Sắc mặt phong hành thiên chủ trầm xuống, tâm thần đang quan sát toàn trường, đặc biệt ở cách đó không xa có đại hán trung niên đang công kích một thanh niên. Nói nhảm ít thôi, không bao lâu 3000 đại thế giới sẽ là của Chí Tôn Điện ta. Lão giả áo bào xanh cười không ngừng, mộc thuộc tính áo nghĩa tuôn ra, đánh ra một trường ấn che trời, một trường đánh thẳng vào người phong hành thiên chủ. Xoẹt! Phong hành thiên chủ đối mặt với một trường đáng sợ này, năng lượng khủng bố thôn phệ sinh cơ, làm cho phong hành thiên chủ cảm giác không gian chung quanh mình mất đi sinh cơ nhanh chóng. Khẩu vị của Chí Tôn Điện quá lớn, đáng tiếc thực lực không đủ. Phong hành thiên chủ quát lớn,
hắn đánh ra một đấm này mang theo phong bạo, uy thế khủng khiếp bùng phát, không gian ven đường không ngừng rạn nứt, trong giây lát đánh thẳng vào trường ấn màu xanh. Ầm ầm, cả hai va chạm làm không gian nổ tung, từng gợn sóng không gian không ngừng lan tràn ra các hướng. Bành bành, trong nháy mắt ngắn ngủi lão giả áo xám xuất hiện trước mặt Phong Hành Thiên Chủ, Phong Hành Thiên Chủ lập tức dồn lực lượng ngăn cản, ba người giao thủ, mỗi một lần oanh kích đều sinh ra chấn động kinh thiên động địa. Mà hai người này gọi là Nhân Tôn, cùng Địa Tôn, Phong Hành Thiên Chủ bị vây công không thể thoát thân được. Trên không trung xa xôi, một đại hán trung niên đang tấn công một thanh niên mặc trường bào, nói. Lục Kinh Vân, có thể ngăn cản lâu như vậy đã không tệ rồi, ta thật sự là rất bất ngờ, chỉ 1.500 năm đã từ tam nguyên hóa hồng đến thất nguyên hóa hồng, chỉ tiếc luân hồi hư vọng đao rơi vào trong tay của ngươi quá lãng phí, giao ra đây. Thân ảnh cao ngất này chính là Lục Kinh Vân, hiện tại hắn chật vật không thôi, khóe miệng có vết máu tràn ra, luân hồi hư vọng đao trong tay tỏa ra khí thế mạnh mẽ, lập tức làm không gian chấn động, đại hán lại nhìn vào thanh đao với ánh mắt đầy tham lam. Muốn luân hồi hư vọng đao, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không, cửu nguyên đại viên mãn thì như thế nào, muốn đao trong tay Kinh Vân ra ra ngươi, còn chưa đủ. Lục Kinh Vân cầm luân hồi hư vọng đao trong tay tu vị thất nguyên hóa hồng bộc phát triệt để, trên người sinh ra hắc khí cuồn cuộn. Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi, luân hồi hư vọng đao chính là vật của Chí Tôn Điện, ngươi chết, đồ có thể trả lại chủ cũ. Đại hán trung niên nói ra, ánh mắt bắn ra hàn quang. Thổ thuộc tính áo nghĩa trong người bùng nổ, không gian chung quanh run lên, thổ thuộc tính áo nghĩa ảnh hưởng cả không gian cứng lại như đá. Đại hán đánh ra một chảo, những nơi đi qua không gian sinh ra gợn sóng thật lớn, vết nứt không gian nhanh chóng lan tới chỗ Lục Kinh Vân, cả phiến không gian bị đánh nổ dữ dội. Ông! Ánh mắt Lục Kinh Vân ngưng trọng, luân hồi hư vọng đao trong tay sinh ra lực lượng cực mạnh, một đao bổ ra. Đao mang khủng bố mang theo xu thế bôn lôi và bộc phát khí tức hủy diệt, cả không gian bị đứt gãy từng khúc. Xoẹt! Chảo và đao chạm nhau, tiếng nổ mạnh như sấm sét vang vọng không trung, đao mang khủng bố bị một chảo đánh nát. Phụt! Dư lực còn lại đánh thẳng lên người Lục Kinh Vân, thân thể Lục Kinh Vân bị đẩy lui, rốt cuộc miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Lục Kinh Vân, đột phá thất nguyên hóa hồng không lâu a, khí tức còn chưa đủ ổn. Dựa vào luân hồi hư vọng đao vẫn không phải đối thủ của ta, khặc khặc. Tiếng cười lạnh vang lên, trên người đại hán sinh ra thổ nguyên lực cực mạnh. Cửu nguyên hóa hồng và thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng chênh lệch quá lớn, Lục Kinh Vân vừa mới đột phá không lâu, dựa vào luân hồi hư vọng đao cũng khó có thể kéo dài. Thực lực ngươi không đủ, hư vọng đao còn chưa khôi phục, tuy uy thế rất mạnh nhưng chưa đủ nhìn. Đại hán quát lớn, hắn đánh ra một quyền như thiên thạch bùng phát. Trong chốc lát đao mang phá hủy tất cả, năng lượng bùng nổ như pháo hoa rực rỡ, nương theo đó là khí tức hủy diệt đáng sợ, Lục Kinh Vân cũng đánh ra một đao toàn lực của mình, nhưng một quyền kia vẫn từ từ mài đao mang phai mờ. Phụt! Phun ra một ngụm máu tươi, thân thể Lục Kinh Vân lảo đảo lui ra phía sau. Hiện tại ngươi không có lực chống cự rồi. Đại hán quát lớn, ánh mắt bắn ra như điện, thân ảnh trực tiếp xuất hiện trước mặt Lục Kinh Vân. Siết tay đấm ra một quyền thổ thuộc tính cực mạnh. Vào lúc này thần sắc Lục Kinh Vân vô cùng ngưng trọng. Lục Kinh Vân rất rõ ràng, dù sao đối phương cũng là cửu nguyên đại viên mãn, cấp độ hóa hồng cảnh càng lên cao, khoảng cách giữa hai bên càng rộng, bởi vậy thất nguyên hóa hồng và cửu nguyên hóa hồng là một cái hào rộng khủng khiếp, cái hào này còn lớn hơn cả nhất nguyên hóa hồng và tam nguyên hóa hồng rất nhiều. Nếu đột phá đến thất nguyên hóa hồng hậu kỳ, Lục Kinh Vân nắm chắc chống lại cường giả cửu nguyên hóa hồng. Lúc trước hắn thôn phệ huyền độc đột phá tới thất nguyên tiểu viên mãn, khí tức thật sự chưa vững chắc, dựa vào luân hồi hư vọng đao cũng không thể làm gì đối phương. Đến lúc này Lục Kinh Vân biết rõ mình chỉ có thể dốc sức liều mạng thì hậu quả khó đoán trước. Cút! Đột nhiên trong vòng chiến có tiếng quát vang lên, một thân ảnh áo xanh xuất hiện như quỷ mị, lực lượng không gian khủng khiếp nhanh chóng khóa chặt một quyền thổ thuộc tính áo nghĩa của đại hán kia. Lúc này không gian ngưng tệ. Một đạo hào quang chói mắt ngăn cản một quyền này, năng lượng khủng bố chấn động không gian. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng hư không gian chấn động dữ dội, năng lượng bùng nổ bao phủ cả khu vực. Đạp đạp, trong năng lượng khủng bố kia, thân thể đại hán to lớn lảo đảo lui ra phía sau, ánh mắt của hắn khiếp sợ nhìn qua mọi người. Lục Lâm Thiên, nhìn thấy thanh niên áo xanh đột nhiên xuất hiện,
đại hán to lớn chấn động. Thân ảnh áo xanh đứng đó, hắn cười lạnh nhìn tên đại hán to lớn, người đến chính là Lục Lâm Thiên. Bành bành! Trong nháy mắt ngắn ngủi, hai đám độc khí xuyên phá không gian, trực tiếp oanh kích lên người hai tên hóa hồng cảnh của Chí Tôn Điện, năng lượng kích độc bùng nổ dữ dội. Siêu siêu! Hai tên hóa hồng cảnh của Chí Tôn Điện tan thành mây khói, lúc này có vài thân ảnh xuất hiện, chính là Vạn Độc Chí Tôn và Lục Doanh, Lục Xảo, Lục Trực. Phong Hành, Nhân Tôn cùng Địa Tôn giao cho ngươi, ta đối phó đám khác sau đó sẽ quay lại giúp ngươi. Ánh mắt Vạn Độc Chí Tôn nhìn qua toàn trường, hắn lập tức hét lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên sau đó xuất hiện trước mặt một tên hóa hồng cảnh của Chí Tôn Điện, trường bào chấn động, khói độc bao phủ không gian, lập tức ngưng kết thủ ấn quỷ dị. Năng lượng kịch độc bao phủ các hướng, nguyên lực kịch độc bao phủ cả không gian. Tốt, giao cho lão độc quái ngươi, ha ha. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên và Vạn Độc Chí Tôn đồng thời đến đây, Phong Hành Thiên Chủ không còn ngưng trọng như lúc nãy, cười ha ha sau đó ngưng kết thủ ấn. Năng lượng phong thuộc tính bao phủ không gian, trong giây lát đã hóa thành phong bạo cực mạnh. Phần phật, khủng bố vòi rồng phong bạo tựa như lỗ đen giống như, bình thường. Một cổ vô hình uy áp bại áp chung quanh không gian xuất hiện từng vết nứt không gian thật nhỏ, lập tức bao phủ lão giả áo xám và lão giả áo xanh. Hai tên cường giả Chí Tôn Điện nhìn thấy Vạn Độc Chí Tôn cùng Lục Lâm Thiên hai người đến đây, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, lão giả mặc trường bào màu xanh hét lớn. Yêu Tôn, thuận tiện giải quyết Lục Lâm Thiên đi. Dứt lời, lão giả áo xanh và lão giả áo xám hai người toàn lực ra tay với Phong Hành Thiên Chủ, năng lượng khủng bố càn quét các nơi. Năng lượng mộc thuộc tính và thổ thuộc tính nhanh chóng bùng nổ, gợn sóng không gian chấn động rất mạnh, sinh sinh đỡ upsilon.ng nát không gian, trong khoảnh khắc va chạm với vòi rồng của Phong Hành Thiên Chủ. Rầm rầm, năng lượng va chạm quá mạnh, không gian không ngừng bị xé nát, trong đó vết nứt không gian không ngừng bùng nổ dữ dội, rốt cuộc không gian không ngừng chấn động quá mạnh, lập tức xuất hiện động sâu rất lớn, năng lượng khí kình quét qua chung quanh, hóa thành màn sáng bao phủ một vùng không gian. Sát, Lục Trực, Lục Thành, Lục Phương thấy đại ca Lục Kinh Vân được phụ thân bảo vệ, ba người cũng ra tay, ba người vừa ra tay đều gọn gàng và lăng lệ, hoàn toàn không lưu thủ. Lục Doanh cùng Lục Xảo hai người đáp xuống, hai thân ảnh uyển chuyển đến bên người đại ca Lục Kinh Vân. Lục Xảo hộ pháp, Lục Doanh vận dụng tính mạng áo nghĩa, lập tức bao phủ Lục Kinh Vân, tánh mạng áo nghĩa tỏa ra sinh cơ nồng đậm, dùng tốc độ cực nhanh khôi phục thương thế trên người Lục Kinh Vân. Yêu Tôn, Nhân Tôn, Địa Tôn. Lục Lâm Thiên đạp không đứng đó, hắn nhìn mấy chục cường giả Chí Tôn Điện chung quanh, đều là những người gặp ngoài thương khung bí cảnh, trong đó có hai người đang vây công Phong Hành Thiên Chủ và tên đại hán đối phó Lục Kinh Vân, tuy Lục Lâm Thiên tuy chưa gặp nhưng đã biết rõ bọn họ là ai. Chí Tôn Điện trừ 9 đại hồng vương, còn có 10 đại tôn giả, mà 18 tôn giả phân biệt là Minh Tôn, Yêu Tôn, Nhân Tôn, Địa Tôn và những người khác. Năm người này thực lực có thể sánh bằng đại tôn giả. Nhất là Thiên Tôn, thực lực mạnh chỉ dưới 9 đại hồng vương, tất cả những việc này Lục Lâm Thiên cũng từ linh hồn Minh Tôn biết được. Mắt thấy Lục Lâm Thiên, ánh mắt khiếp sợ nhìn theo, trên mặt đại hán trung niên đầy ác độc, nhưng cũng không dám khinh thị, ở cửa vào thương khung bí cảnh, cảm giác được khí tức Lục Lâm Thiên và Tử Lôi Huyền Đỉnh, từ một kích vừa rồi hắn cũng biết Lục Lâm Thiên không dễ chọc. Khặc khặc, Lục Lâm Thiên, nếu ngươi dám đến vậy cũng không cần đi, không ai có thể cứu ngươi được đâu. Đại hán trung niên cười lạnh, thân thể chấn động và thổ thuộc tính nguyên lực bộc phát, nương theo khí thế hùng mạnh, hắn lập tức hóa thành bản thể yêu thú trên không trung. Giống, bản thể yêu thú dài hơn 1.000 trượng, hai cánh chấn động, gợn sóng không gian chấn động không ngớt, giống như sắp xé nát thiên địa. Hoàng Kim Phi Thiên Long. Lục Lâm Thiên nhìn qua bản thể yêu thú khổng lồ, trước mặt là bản thể yêu tôn Chí Tôn Điện, khí thế khủng khiếp bùng phát. Yêu thú trạng thái bản thể chính là trạng thái mạnh nhất của thú tộc, huống chi Hoàng Kim Phi Thiên Long theo Lục Lâm Thiên biết, trừ Thanh Long, Thương Long là bá chủ long tộc ra, nó thuộc về long tộc khó đối phó nhất. Lục Lâm Thiên, chuẩn bị chịu chết đi, hôm nay phụ tử các ngươi chết chung một chỗ cũng là chuyện mọi người ca tụng, ha ha. Hoàng Kim Phi Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, tiếng quát như sấm, không gian chấn động rất mạnh. Trong giây lát hai cánh chấn động, thân ảnh khổng lồ lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Nhiệt xúc, hôm nay ngươi không chết, Lục Lâm Thiên ta cũng không còn danh tiếng gì. Sát ý bắn ra, vừa dứt lời, thân ảnh Lục Lâm Thiên bay tới như mảnh hổ vồ mồi,
hắn trong nháy mắt hóa thành mãnh hổ toàn thân có điện quang vần quanh. Trong nháy mắt ngắn ngủi Lục Lâm Thiên biến thành thân hổ, uy thế bá đạo không kém gì Hoàng Kim Phi Thiên Long. Thiên Long rực, ánh mắt Hoàng Kim Phi Thiên Long đột nhiên co rụt lại, thân thể biến đổi, cánh phải của hắn như lưỡi đao xuyên phá không gian, vạch phá bầu trời, lập tức gọt vào thân hổ của Lục Lâm Thiên. Bỗng nhiên thân hổ lao về phía trước, khí tức thôn vệ năng lượng không gian bùng phát, đột nhiên hư không run lên, uy năng vô cùng vô tận bắn ra bốn phía, khí tức bá đạo lăng lệ bùng nổ. Nhất quyết thôn thiên thế, nhất quyền trấn bát hoang. Lục Lâm Thiên quát lớn, hổ chảo nắm lại đánh ra một quyền, quyền kình xuyên thấu hư không, khí tức diệt thế bùng phát, lập tức đánh thẳng vào Thiên Long Dực. Ầm ầm, một quyền này đánh thẳng vào Thiên Long Dực, quyền kình tiêu tán, không gian chung quanh nứt vỡ liên tục. Ngao, bỗng dưng Hoàng Kim Phi Thiên Long gào thét thảm thiết, long lân trên cánh phải bị một quyền đánh nát, máu tươi đầm đìa. Hoàng Kim Phi Thiên Long không ngờ phòng ngự của mình không cách nào ngăn cản một kích của Lục Lâm Thiên. Tiếng gào thét thê lương, cái đuôi Hoàng Kim Phi Thiên Long như thiên thạch nện thẳng vào thân hổ của Lục Lâm Thiên. Thời không hư lao. Đối mặt với một kích này, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, hắn lập tức thi triển thế công của mình. Xoẹt. Ở này trong chốc lát, hổ chảo đánh thẳng về phía trước, nghênh tiếp một kích này, không gian chung quanh đông cứng lại. Ngăn cản lực công kích từ cái đuôi Hoàng Kim Phi Thiên Long đánh tới. Oanh! Vào lúc này hổ chảo của Lục Lâm Thiên xuất hiện 5 vết nứt không gian, năng lượng chấn động làm không gian vỡ ra từng khúc, trực tiếp chụp thẳng vào cái đuôi cự long. Tạch 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 tạch! Hổ chảo đảo qua đuôi rồng, lưu lại 5 vết máu thật dài, long lân rạn nứt, da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Ngao! Ánh mắt Hoàng Kim Phi Thiên Long sợ hãi, đau đớn từ đuôi truyền tới, long thân xoay tròn. Cánh trái đảo qua thân hổ của Lục Lâm Thiên. Phần phật, phong bạo thật lớn đảo qua, không gian chung quanh bị nứt vỡ, cảm giác nguy hiểm cực độ bao phủ các hướng, lập tức bao phủ thân hổ to lớn của Lục Lâm Thiên. Hoàng Kim Phi Thiên Long, ta sẽ biến ngươi thành trùng đất. Thân thể khổng lồ bao phủ không gian, kim sắc quang mang tuôn ra, lập tức kim quang rạng rỡ che khuất bầu trời, sát khí lăng lệ bao phủ trời cao, hổ chảo hóa thành trường ấn như Phật quang phổ chiếu. Khí kình đáng sợ bao phủ trời cao, khí tức hủy diệt nện thẳng vào cánh trái của Hoàng Kim Phi Thiên Long. Oanh! Năng lượng va chạm rất mạnh, không gian đen kịt chung quanh tan vỡ, phong bạo càn quét cả không gian. Ngao! Hoàng Kim Phi Thiên Long gào thét thảm thiết, lân phiến trên cánh trái của hắn rạn nứt, máu tươi bắn ra như mưa, thân thể khổng lồ rơi thẳng xuống đất. Yêu tôn sợ, vô cùng sợ hãi, thực lực của Lục Lâm Thiên đã làm hắn e ngại. Hắn dù thế nào cũng không ngờ thực lực Lục Lâm Thiên lại khủng bố tới mức này. Yêu Tôn là người của Chí Tôn Điện đến muộn, cũng không có nhìn thấy Phượng Thanh Hồng Tôn bị Lục Lâm Thiên tru sát, trong Chí Tôn Điện, thực lực của hắn không kém Phượng Thanh Hồng Tôn bao nhiêu. Nhưng Phượng Thanh Hồng Tôn đối diện với Lục Lâm Thiên lại không là gì. Nếu như Yêu Tôn tận mắt nhìn thấy Phượng Thanh Hồng Tôn bị Lục Lâm Thiên tru sát, sợ rằng hắn trốn còn không kịp, làm gì dám ở lại đây đấu với Lục Lâm Thiên. Ngao! Yêu Tôn sợ, hai cánh của hắn lúc này tổn thương nghiêm trọng, nhưng lại lập tức vỗ cánh xuyên qua không gian bỏ chạy, không gian bị nghiền nát tầng tầng. Truy Phong Chiến Thiên Cung, cửu tiễn quy nhất. Lục Lâm Thiên cầm Truy Phong Chiến Thiên Cung kéo căng ra, 9 mũi tên bắn ra cùng lúc, 9 đạo ánh sáng hợp nhất, không gian xuất hiện vô số khe nứt. Xíu, yêu yêu! Hoàng Kim Phi Thiên Long muốn thoát đi, căn bản khó mà đào thoát được. Mũi tên ánh sáng khủng bố xuyên qua bầu trời, mũi tên tràn ngập lực lượng hủy diệt, lực trùng kích thị giác không gì sánh bằng, sau đó trực tiếp xuyên thủng lưng Hoàng Kim Phi Thiên Long. Xoẹt! Long lân cứng rắn và long thân khủng bố cũng không thể ngăn cản một tiễn này, mũi tên nhanh chóng xuyên qua người Hoàng Kim Phi Thiên Long. Giống! Hổ gầm trời cao, thân hổ của Lục Lâm Thiên Chu lên xuất hiện gần Hoàng Kim Phi Thiên Long, uy áp bá đạo bùng phát, lực lượng thôn vệ sinh ra. Không gian chấn động, lực thôn phệ từ thân hổ của Lục Lâm Thiên tỏa ra các hướng, thôn phệ không gian vào bên trong, uy áp bá đạo bùng nổ. Tam quyết chuyển thiên thế, nhất cước toái sơn hà. Trong nháy mắt ngắn ngủi, không trung vặn vẹo, Lục Lâm Thiên lập tức bước ra một bước này dường như đạp nát tất cả sinh cơ của Hoàng Kim Phi Thiên Long, hư không chung quanh tan vỡ, vạn vật không tồn tại. Ầm ầm, một cước này đạp vào thân thể cự long ngàn trượng. Phá hủy tất cả mọi thứ trong phạm vi của nó, thân thể cự long lập tức nện thẳng vào sơn mạch phía dưới. Ầm ầm,
Trong sơn mạch bừa bộn này, cự long khổng lồ rơi xuống, đất rung núi chuyển, rất nhiều đỉnh núi nổ tung, lực lượng khủng bố quét qua chung quanh, năng lượng cuồng bạo càn quét mọi thứ. Lực lượng cuồng bạo bùng nổ, rất nhiều người đang chiến đấu chung quanh nhìn trộm, uy năng khủng bố này làm mọi người chấn động, trong mắt sinh ra hàn ý, ngay cả địa tôn cùng nhân tôn giao thủ với phong hành thiên chủ đều ngưng trọng nhìn qua. Phốc phốc, hoàng kim phi thiên long rơi xuống, miệng phun máu tươi như suối, ánh mắt sợ hãi, căn bản không thể nhúc nhích. Nói biến ngươi thành trùng đất, ngươi phải biến thành trùng đất, phong ấn. Lục Lâm Thiên gầm lên thật lớn, thân thể khổng lồ của biến thành lưu tinh, trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy đen trắng bắn vào mi tâm của cự long. Ngao, nhân tôn, địa tôn, các ngươi cứu ta. Tiếng gào thê lương vang vọng hư không, hoàng kim phi thiên long lớn tiếng cầu cứu, ánh mắt mang theo sợ hãi và tuyệt vọng. Chỉ tiếc nhân tôn cùng địa tôn hai người đang vây công phong hành thiên chủ, vào lúc này còn có vạn độc chí tôn xuất hiện, khói độc phô thiên cái địa trực tiếp bao phủ nhân tôn, kịch độc khủng bố làm nhân tôn ngưng trọng. Siêu, siêu. Hoàng kim phi thiên long sợ hãi, hổ trảo của Lục Lâm Thiên đánh vào mi tâm của hắn. Từ khi hào quang đen trắng bắn vào mi tâm của hắn, thân thể ngàn trượng của hắn thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành phi long màu vàng dài vài mét nằm đó. Lục Lâm Thiên bắn ra hào quang tử kim, lập tức thu bản thể yêu tôn vào trong lòng bàn tay, rồi biến mất không thấy. Rầm rầm rầm. Năng lượng trầm thấp nổ liên tục trong không gian, khi Lục Trực, Lục Phương, Lục Thành gia nhập, dựa vào uy thế của vạn độc chí tôn đã giải quyết không ít cường giả của chí tôn điện, cả vòng chiến, người chí tôn điện đã bị ngăn chặn triệt để. Địa tôn, hiện tại tới ta, chỉ bằng ngươi đã không còn tiền vốn kêu gào trước mặt ta. Phong hành thiên chủ áp lực giảm nhiều, đối mặt một mình địa tôn đã không đáng để lo, hét lớn một tiếng, phong bạo đáng sợ hóa thành phong long quét qua địa tôn. Phong hành, ngươi chớ đắc ý. Địa tôn quát lạnh. Hắn phất tay vận dụng thổ thuộc tính áo nghĩa hóa thành dị thú màu vàng, lập tức va chạm với hư ảnh phong long. Phần phật, cả hai va chạm vào nha, bầu trời run rẩy, thiên địa năng lượng bùng nổ, hai hư ảnh đồng thời tiêu tán, năng lượng khủng bố càn quét chung quanh, địa tôn bị chấn động lui ra ngoài, sắc mặt tái nhợt không ít. Cách đó không xa, vạn độc chí tôn cũng hành động, trong không gian sinh ra hương vị rất khó ngửi, năng lượng thiên địa trong phạm vi này đông cứng lại. Vạn độc không gian. Vạn độc chí tôn ngưng kết thủ ấn, không gian màu đen nhanh chóng bao phủ nhân tôn. Phá. Nhân tôn vận chuyển mộc thuộc tính áo nghĩa chấn vỡ không gian màu đen, tuy nhiên chỉ miễn cưỡng ngăn cản kịch độc mà thôi, hoàn toàn không cách nào ngăn chặn toàn bộ. Độc tôn tiền bối, người đi tương trợ phong hành thiên chủ đi, tạp chủng chí tôn điện này giao cho ta thu thập là được rồi. Bỗng dưng Lục Lâm Thiên xuất hiện sau lưng vạn độc chí tôn. Nhìn chằm chằm vào nhân tôn, sát khí ngập trời. Tốt, giao cho ngươi, ta đi trợ giúp phong hành một tay. Vạn độc chí tôn vốn chiếm ưu thế, nghe vậy cũng thu hồi độc công, lập tức lao về phía phong hành thiên chủ đang áp chế địa tôn. Yêu tôn đã bị Lục Lâm Thiên thu thập, tăng thêm đánh chết Phượng Thanh Hồng tôn, vạn độc chí tôn tuyệt đối không hoài nghi thực lực của Lục Lâm Thiên. Trên người Lục Lâm Thiên có quá nhiều thủ đoạn, chính là khắc tinh của nhân tôn. Cho dù hắn đối phó nhân tôn, độc công cũng khó thi triển toàn bộ. Lục Lâm Thiên. Nhân tôn thoát ra khỏi độc công, ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt ngưng trọng, hắn đã thấy kết cục của yêu tôn, thực lực của yêu tôn không mạnh hơn hắn quá nhiều, nhưng có phong hành thiên chủ cùng vạn độc chí tôn ở đây, hắn không có tâm tư chống lại. Địa tôn, chúng ta đi trước. Nhân tôn trầm xuống, lập tức bỏ chạy, không dám chống lại Lục Lâm Thiên. Còn muốn đi. Không kịp nữa rồi. Thời điểm nhân tôn lao đi, thân hổ của Lục Lâm Thiên hóa thành hào quang ngăn cản nhân tôn, vận chuyển năng lượng đông cứng không gian. Vào lúc này không gian bị thác loạn rất mạnh, làm cho nhân tôn khó có thể đào thoát. Không tốt. Vào lúc này nhân tôn triệt để kinh hãi, năng lượng quỷ dị làm tâm thần hắn chấn động, linh hồn bỡ ngỡ, lập tức vận chuyển nguyên lực bản thân ngăn cản năng lượng quái dị này. Đi. Lục Lâm Thiên phất tay vận chuyển âm dương áo nghĩa, năng lượng khủng khiếp khuếch tán ra. Lập tức hào quang mộc thuộc tính áo nghĩa bao phủ nhân tôn vào bên trong, bí vân quanh quẩn, sinh cơ bừng bừng, uy áp bộc phát rất mạnh, dường như thôn phệ tất cả sinh cơ trong thiên địa. Năng lượng áo nghĩa cực kỳ hùng mạnh bùng phát không gian chung quanh tan vỡ, khe hở đen kịt xuất hiện, khí tức bùng nổ ngập trời. Rầm 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 phanh. Sau khi giằng co trong nháy mắt,
năng lượng khủng bố bao phủ cả thiên địa, mộc thuộc tính áo nghĩa bao phủ nhân tôn, âm thanh nổ tung vang vọng quá mạnh. Rầm rầm, không gian động sâu xuất hiện, tâm thần mọi người rung động, năng lượng rung động như biển gầm, hào quang từ từ tan biến. Đạp đạp, năng lượng khủng bố càn quét các nơi, sắc mặt nhân tôn trắng bệch, hắn lập tức phun máu tươi, cũng không dám dừng lại, nhanh chóng bỏ chạy ra xa. Xoẹt, bỗng dưng nhân tôn đang bỏ chạy lại dừng lại trên không trung, ánh mắt co rút lại, dường như phát hiện chuyện gì đó. Phần phật, cùng lúc đó thân ảnh nhân tôn dừng lại, khí tức sát phạt bao phủ không gian, khí tức sát phạt ngập trời này rất khủng khiếp. Ta nói rồi, gặp người chí tôn điện, ta gặp một giết một, nghiệt xúc kia không thể trốn, tạp chủng ngươi cũng không thể thoát. Thân hổ ngang trời, đại từ đại bi, tịch diệt hung thần, hung hãn, vô diệt vô sinh chín đạo khí tức từ trong người Lục Lâm Thiên tỏa ra, chín khí tức này bao phủ không gian quanh người nhân tôn. Khí tức cổ xưa này làm lông tóc nhân tôn dựng đứng, hắn vô cùng sợ hãi. Cửu tuyệt chi khí, trấn áp chi tháp. Lục Lâm Thiên quát lớn, chín khí tức bao phủ nhân tôn bùng phát, cuối cùng trực tiếp hóa thành một ngọn tháp cao 9 tầng. Oanh! Đại tháp xuất hiện mang theo khí thế diệt tuyệt sinh cơ, uy áp khủng khiếp bao phủ không gian chung quanh, bất cứ người nào cũng bị uy áp khủng khiếp này chấn nhiếp. Nhìn thấy đại tháp này, nhân tôn càng sợ hãi không rét mà run, thực sự không hổ là cường giả cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn, hắn ngưng tụ mộc thuộc tính áo nghĩa bảo vệ bản thân. Vào lúc này cũng thúc giục không ít áo nghĩa linh khí, từng đạo năng lượng công kích khủng bố va chạm vào đại tháp. Lục Lâm Thiên, ta liều với ngươi. Quát lên đầy sợ hãi, mi tâm nhân tôn có hào quang bắn ra ngoài, một đạo linh hồn bay ra, ngay cả linh hồn phân thân cũng nương theo đạo linh hồn này đối kháng với đại tháp. Rầm rầm, không gian rung chuyển, năng lượng khủng bố trùng kích chấn động không gian, năng lượng đáng sợ chút xuống có thể phá hủy vạn vật, cả phiến không gian này nứt vỡ từng khúc, khí tức hủy diệt bao phủ trời cao. Dưới đại tháp, cửu tuyệt chi khí ăn mòn tất cả, phá hủy sinh cơ, khí tức hủy diệt hàng lâm không gian. Cho dù nhân tôn tu vị cửu nguyên đại viên mãn, đặt chân vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp trong thiên địa, nhưng giờ phút này cũng bị áp chế, đến cuối cùng đồng tử co rút lại, ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng, lập tức bị khí tức hủy diệt càn quét. Thu! Lục Lâm Thiên phất tay, trong lòng bàn tay sinh ra kim quang, hư ảnh cửu tuyệt tháp thu nhỏ lại, sau đó bị hào quang tử kim thôn phệ vào bên trong. Địa tôn, chạy đi đâu? Nhân tôn cũng bị Lục Lâm Thiên thu thập. Địa tôn cũng không thể chống lại, vốn độc tôn và phong hành thiên chủ vây công đã không kịp trở tay, chật vật không chịu nổi, thấy tình thế không ổn đã sớm có ý trốn đi, lập tức xé rách không gian chạy đi, sau lưng lại có tiếng hét lớn của vạn độc chí tôn, năng lượng kịch độc bao phủ không gian chung quanh. Muốn trốn, chậm rồi. Phong hành thiên chủ cũng hét lên, lúc này ngưng tụ thủ ấn phong thuộc tính, đánh vào vết nứt không gian địa tôn vừa xé rách. Bành bành. Hai đạo năng lượng này theo đuôi, vết nứt không gian liên tiếp sụp đổ, địa tôn vừa vào trong vết nứt không gian cũng bị bức ra, khóe miệng chảy máu tươi, thần sắc ngưng trọng, từ khí tức mà nhìn, hắn đã bị vạn độc chí tôn cùng phong hành thiên chủ hai người vây công trọng thương. Trong nháy mắt hắn vừa ổn định, địa tôn bị thương nhưng không nhìn phong hành thiên chủ cùng vạn độc chí tôn hai người, mà là nhìn lên không trung, nơi đó có khí tức hủy diệt hàng lâm. Oanh! Khí tức hủy diệt bá đạo xuất hiện. Đồng thời không gian chấn động, cảm giác nguy hiểm cực độ lan tỏa ra, trong nháy mắt này tử lôi không ngừng giáng xuống. Tử lôi huyền đỉnh, không xong. Cảm giác được khí tức này, sắc mặt địa tôn lập tức hoảng sợ, đồng tử co rụt lại, hắn muốn trốn khỏi chết, bởi vì hắn không thể ngăn cản tử lôi huyền đỉnh. Còn muốn chạy trốn, muộn. Lục Lâm Thiên gầm lên như sấm, tử lôi huyền đỉnh nện thẳng vào đầu của địa tôn. Địa tôn vốn bị thương chật vật. Hắn lúc này vô cùng sợ hãi, nhất thời căn bản không cách nào đào thoát tử lôi huyền đỉnh bao phủ, nhìn thấy khí tức bá đạo hủy diệt của tử lôi huyền đỉnh, lãnh ý tràn ngập nội tâm, đối mặt với lôi uy khủng bố này hắn vô cùng sợ hãi, sau đó trực tiếp bị tử lôi huyền đỉnh bao phủ vào bên trong, lỗ đen nhanh chóng thôn phệ tử lôi huyền đỉnh. Rầm rầm rầm, ba siêu cấp cường giả của chí tôn điện đều bị Lục Lâm Thiên thu vào tử lôi huyền đỉnh, đại chiến cũng tiến vào khâu cuối cùng. Hóa hồng cảnh bị thương của chí tôn điện bị thương khung minh vây công, đều bị Lục Trực, Lục Phương, Lục Thành ba người nhanh chân bắt giữ. Xoẹt! Thu liễm thân hổ, tất cả khôi phục như thường, thu tử lôi huyền đỉnh vào cơ thể, Lục Lâm Thiên xuất hiện bên cạnh phong hành thiên chủ cùng vạn độc chí tôn hai người.
không có sao chứ? Phong Hành Thiên Chủ và Vạn Độc Chí Tôn hai người ngạc nhiên nhìn qua Lục Lâm Thiên, ba cửu nguyên hóa hồng, thậm chí Địa Tôn là cửu nguyên hóa hồng hậu kỳ tới gần đỉnh phong cũng bị Lục Lâm Thiên thu vào Tử Lôi Huyền Đỉnh, thực lực như vậy cho dù là Vạn Độc Chí Tôn còn có Phong Hành Thiên Chủ cũng phải ngạc nhiên. Ta không sao, Yêu Tôn và Nhân Tôn dễ đối phó, thực lực Địa Tôn không kém, ta may mắn nhốt hắn vào Tử Kim Huyền Đỉnh, nhưng mà tên kia vẫn không an phận. Nghe vậy, Lục Lâm Thiên trả lời Phong Hành Thiên Chủ cùng Vạn Độc Chí Tôn tỏ vẻ không ngại, sau đó nói. Ta cần có thời gian đối phó Địa Tôn, nơi đây cũng không nên ở lâu. Chúng ta cũng nên đi thôi. Vạn Độc Chí Tôn đồng ý lời đề nghị của Lục Lâm Thiên, tuy Địa Tôn bị Lục Lâm Thiên thu vào Tử Lôi Huyền Đỉnh, nhưng không dễ dàng trấn áp Địa Tôn như vậy. Siêu siêu. Sau một lát, đám người Hải Nhược Hồng Tôn đi tới đây, đám người lại bay về Upsilon T đi, rời khỏi khu vực đại chiến. Thời điểm đi tới khu vực núi rừng san sát, Lục Lâm Thiên kiểm tra thương thế của Lục Kinh Vân, lại thương nghị với Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn một phen, hắn trực tiếp đặt Thiên Trụ Giới lên người Phong Hành Thiên Chủ, sau đó gọi Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Thành vào trong Thiên Trụ Giới luyện hóa đám cường giả Chí Tôn Điện vừa bắt được. Lục gia này quá khủng bố. Khi Lục Lâm Thiên mang theo đám người Lục Kinh Vân, Lục Doanh tiến vào Thiên Trụ Giới, Phong Hành Thiên Chủ thu Thiên Trụ Giới vào trong ngực, hắn vô cùng cảm khái. Vạn Độc Chí Tôn nghe Phong Hành Thiên Chủ thì thào, ngẩng đầu nói với Phong Hành Thiên Chủ. Lục gia vốn kỳ quái, chúng ta nên chạy đi thôi, chỉ sợ phía trước càng ngày càng nguy hiểm. Lúc này hiểm cảnh trong thương khung bí cảnh dường như mạnh hơn lúc trước nhiều. Ánh mắt Phong Hành Thiên Chủ ngưng trọng, sau đó nói với Vạn Độc Chí Tôn. Chúng ta đi thôi. Trong Thiên Trụ Giới tầng 5, Lục Lâm Thiên thả Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Xảo, Lục Trực ở tầng 5, tù binh Chí Tôn Điện bắt được đủ cho bọn họ thôn phệ. Mà Lục Lâm Thiên cũng tiến vào Thiên Trụ Giới tầng 8, gọi Tử Lôi Huyền Đỉnh ra, thân ảnh lao vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Không gian lôi điện trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, nơi đây bị lôi điện tử kim đầy khí tức hủy diệt bao phủ. Xuy, không gian sinh ra chấn động, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện bên cạnh lão giả áo xám, hắn cười lạnh nhìn qua lão giả áo xám này. Lục Lâm Thiên, lão giả áo xám nhìn thấy Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện, ánh mắt ngưng trọng, nói thẳng. Lục Lâm Thiên, cho rằng vây bản tôn trong Tử Lôi Huyền Đỉnh là có thể đối phó ta hay sao, không dễ dàng như vậy đâu, nơi này là thế giới Tử Kim Huyền Lôi, cẩn thận chúng ta cướp đoạt Tử Kim Huyền Lôi đấy. Ta xem chúng ta nước giếng không phạm nước sông đi, cho ta rời đi, sau này ta không làm phiền các ngươi nữa. Ha ha, lão thất phu ngươi nghĩ đúng là quá đơn giản rồi. Lục Lâm Thiên cười nhạt, hắn căn bản không đặt Địa Tôn vào trong mắt. Địa Tôn nghe vậy, ánh mắt híp lại, hung ác nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Lục Lâm Thiên, ngươi thật muốn lưỡng bại câu thương hay sao, bức ta tới đường cùng, ngươi cũng không tốt hơn gì đâu. Lục Lâm Thiên không thèm trả lời, lập tức nói. Tử Lôi, người này giao cho ngươi. Vâng, chủ nhân. Tiếng nói bá đạo vang lên, Tử Kim Lôi Cầu tỏa ra hào quang như mặt trời, Tử Lôi trong không gian chấn động dữ dội. Tử Kim Huyền Lôi. Thân ảnh bá đạo trong Tử Kim Lôi Cầu đi ra, cũng không có khí thức chấn động gì, nhưng lại làm cho Địa Tôn cảm thấy bất an, tự dưng bị áp bách linh hồn tới cực điểm. Sau đó thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất. Thân ảnh bá đạo trên Tử Kim Lôi Cầu nhìn thẳng vào Địa Tôn, hai mắt như động sâu không đáy, tuy hiện tại ánh mắt bình tĩnh nhưng có thể cắn nuốt linh hồn người ta, làm cho tâm thần Địa Tôn run lên, cảm giác tim đập chân rung xuất hiện. Cửu nguyên hóa hồng hậu kỳ mà thôi, ta sẽ chơi với ngươi. Tiếng nói bá đạo vang lên, thân ảnh Tử Kim Huyền Lôi biến mất. Xuy. Trong không gian Tử Kim này, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trước phòng ấn âm dương, thấy Yêu Tôn đầy sợ hãi nhìn mình. Yêu Tôn Hoàng Kim Phi Thiên Long dài ngàn trượng bây giờ bị áp chế còn dài vài mét. Bỏ phong ấn. Lục Lâm Thiên xuất hiện, ngừng kết thủ ấn, hào quang đen trắng bắn ra ngoài, hắn thu hồi phong ấn trong mi tâm Hoàng Kim Phi Thiên Long, hào quang đen trắng trong mi tâm Hoàng Kim Phi Thiên Long bị Lục Lâm Thiên hút đi. Ngao. Khi hào quang bị Lục Lâm Thiên hút ra, Yêu Tôn Hoàng Kim Phi Thiên Long gào thét, thân thể hắn biến lớn, ánh mắt đầy hung tàn, lập tức tấn công Lục Lâm Thiên. Nhiệt xúc. Lục Lâm Thiên quát lớn, dường như sớm có chuẩn bị, lòng bàn tay điểm vào mi tâm Hoàng Kim Phi Thiên Long, lực cắn nuốt khủng khiếp bùng nổ, cùng lúc đó, thân thể Hoàng Kim Phi Thiên Long mở rộng,
hắn cũng biến thành thân hổ khổng lồ. Hổ trưởng cực lớn đặt vào mi tâm hoàng kim phi thiên long. Ngao ngao. Trong hổ trưởng xuất hiện vòng xoáy thôn phệ cực mạnh, nó thôn phệ nguyên lực của hoàng kim phi thiên long, nguyên lực không thể khống chế rót vào người Lục Lâm Thiên. Đến thời điểm này, có lẽ yêu tôn cũng biết vì sao Lục Lâm Thiên tu luyện khủng bố như thế, lực thôn phệ này không gì sánh kịp, ánh mắt đầy tuyệt vọng, hồn anh muốn tự bạo. Bên ngoài một ngày, trong thiên trụ giới tầng thứ 8 là 80 ngày, trong thiên trụ giới tầng thứ 8 trôi qua gần 2 tháng, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện bên cạnh nhân tôn bị trọng thương, cũng không bao lâu, nhân tôn kêu gào thảm thiết. Hô! Lại qua 2 tháng, trong thiên trụ giới tầng thứ 8, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi đó, phun ra một ngụm chọc khí, hai mắt bắn ra hào quang đen trắng, khí tức bát nguyên hóa hồng đại viên mãn đã tăng lên tới bát nguyên đại viên mãn hậu kỳ tới gần đỉnh phong. Đặc biệt thôn phệ nhân tôn tu vị cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng trung kỳ, tu vị của hắn tiến bộ thật lớn. Hỗn độn âm dương quyết thôn phệ nguyên lực đối thủ, tinh luyện tạp chất chỉ đạt được một phần nguyên lực của đối thủ, tăng thêm đan điền khổng lồ của Lục Lâm Thiên không phải bình thường, bởi vậy Lục Lâm Thiên muốn nhồi đầy đan điền khí hải bát nguyên đại viên mãn là chuyện không dễ dàng. Nhưng mà Lục Lâm Thiên gần đây thôn phệ minh tôn, yêu tôn, nhân tôn ba người đều là cửu nguyên hóa hồng. Một cửu nguyên hóa hồng còn mạnh hơn bát nguyên trung viên mãn đỉnh phong gấp mấy lần, tăng thêm nhân tôn ít nhất đã là cửu nguyên đại viên mãn trung kỳ, hắn còn mạnh hơn bát nguyên trung viên mãn đỉnh phong nhiều lắm. Bởi vậy thôn phệ minh tôn, yêu tôn, nhân tôn ba người này, cũng giúp tu vị Lục Lâm Thiên đạt tới bát nguyên trung viên mãn hậu kỳ tới gần đỉnh phong. Đứng dậy, cảm giác nguyên lực trong người dồi dào, Lục Lâm Thiên vui vẻ. Không có hồng kiếp, quả nhiên có không ít ưu thế. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, một đường đột phá không có hồng kiếp ngăn cản, thật sự là quá thoải mái. Xíu, yêu yêu. Sau một lát, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện tại nơi khác, trải qua 4 tháng bị tử kim huyền lôi oanh kích, địa tôn cường hãn hơn nữa cũng bị tử kim huyền lôi làm chật vật không chịu nổi, đã không có bao nhiêu lực chống cự. Mà kết quả chờ đợi địa tôn cũng có thể nghĩ, khi Lục Lâm Thiên xuất hiện, hắn vận dụng hỗn độn âm dương quyết bao phủ địa tôn. Thời gian vài ngày trôi qua, với cường giả hóa hồng cảnh mà nói, thời gian này như nháy mắt. Nhưng trong thương khung bí cảnh này không phải như vậy. Không có nơi nào không nguy hiểm, cho dù là một ngày cũng làm hóa hồng cảnh cẩn thận như một năm. Trong không gian u ám, năng lượng hoang vu tràn ngập không gian, lực lượng thôn phệ sinh cơ thẩm thấu ra chung quanh. Không gian bao la hoang vu này không ai biết bao la bao nhiêu, chỉ có lực cắn nuốt không ngừng sinh ra. Dường như trong không gian này có lỗ đen cắn nuốt sinh cơ. Trong không gian quỷ dị này, nguyên lực, linh hồn, thậm chí là nhiệt độ cũng bị thôn phệ. A hát! Trong không gian bao la này thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đám người hóa hồng cảnh thực lực thấp bị cắn nuốt linh hồn, căn bản không thể chống lại lực lượng ăn mòn sinh cơ, chỉ có một chút tu luyện giả mộc thuộc tính áo nghĩa mới dễ dàng một ít. Trong đám người rậm rạp, chỉ có một ít cường giả đỉnh cấp mới có thể miễn cưỡng bảo vệ một ít người. Cho nên trong loại tình huống này, những người thực lực thấp không thể bảo vệ bản thân, cũng chỉ có thể dựa vào vận khí và tự sinh tự diệt. Trong không gian thôn vệ sinh cơ này, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nguyên lực, linh hồn đều bị không gian này thôn vệ sạch sẽ. Cẩn thận một ít, toàn lực chống cự. Nhưng toàn lực chống cự, những hóa hồng cảnh thực lực thấp vẫn bị thôn vệ sinh cơ. Mỗi một giây đều có hóa hồng cảnh vẫn lạc. Trong không gian u ám hoang vu này, đối mặt lực lượng thôn phệ quỷ dị kia, hóa hồng cảnh chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Rốt cuộc đây là nơi nào, vì sao khủng bố như thế? Đối mặt với hóa hồng cảnh của thương khung minh không ngừng vẫn lạc, ánh mắt phong hành thiên chủ ngưng trọng nhưng bất lực, chỉ có thể bảo vệ một ít người, mọi người thậm chí bất giác xông vào khu vực khủng bố này. Đợi tới khi phát hiện không xông ra được cũng chỉ có thể tiến lên phía trước. Thôn vệ sinh cơ cùng linh hồn, có thể có quan hệ với mộc thuộc tính áo nghĩa, quá mạnh mẽ. Vạn độc chí tôn ngưng trọng. Cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ có phiền toái, sợ là đến lúc đó chúng ta cũng khó chống cự. Hải Nhược Hồng Tôn nói với phong hành thiên chủ cùng vạn độc chí tôn. Phần phật. Thời điểm Hải Nhược Hồng Tôn dứt lời, trong ngực phong hành thiên chủ có năng lượng chấn động truyền ra. Lập tức thiên trụ giới xuất hiện. Ồ, biến hóa này làm phong hành thiên chủ, vạn độc chí tôn, Hải Nhược Hồng Tôn đều nhìn vào thiên trụ giới. Năng lượng chấn động trên thiên trụ giới truyền ra, nương theo lực lượng thôn phệ này, sinh cơ trong không gian không còn,
căn bản không có năng lượng gì xuất hiện, cho nên thiên trụ giới thôn phệ cũng không thôn phệ được gì. Xoẹt. Cũng vào lúc này, ở lối ra thiên trụ giới có một thân ảnh áo xanh xuất hiện, thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa đi ra, lập tức điện quang bao phủ không gian u ám này. Khí tức này phun trào như cuồng phong, cũng nương theo lực cắn nuốt này là lực thôn phệ thật lớn, nhưng trong thiên địa không có năng lượng gì cả, làm khí thế của Lục Lâm Thiên không thể tăng cường. Khí tức này, tiểu tử này đột phá. Cảm giác khí tức trên người Lục Lâm Thiên, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn hai người khiếp sợ. Sâu trong không gian này, ánh sáng xanh đậm bao phủ không gian, sinh cơ cuồn cuộn tràn ngập bầu trời, sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn khác với bên ngoài. Trong ánh sáng xanh đậm bao phủ bầu trời này có một không gian sinh cơ bừng bừng, giống như nó có thể kết nối thiên địa, khí tức chấn động rất mạnh, ánh sáng màu xanh này giống như lỗ đen có thể thôn phệ tất cả. Rầm rầm. Giờ phút này năng lượng thiên địa giống như con rắn nhỏ bị thôn phệ vào trong hào quang màu xanh này. Nếu đám người Phong Hành Thiên Chủ có mặt ở đây, nhất định có thể nhận ra, nguyên lực và linh hồn của các hóa hồng cảnh bị thôn phệ đang chui vào trong ánh sáng màu xanh này. Phần phật, bỗng dưng quái vật trong ánh sáng xanh run lên, thân thể to lớn chấn động, lập tức tăng cường lực cắn nuốt, dường như muốn thôn phệ cả thiên địa vào bên trong. Phần phật, thân ảnh Lục Lâm Thiên đạp không đứng đó, khí tức tăng lên không dừng lại, năng lượng chung quanh không ngừng lan tỏa ra chung quanh. Ầm ầm. Bỗng dưng ánh sáng màu xanh run lên, trong nháy mắt lực lượng thôn phệ sinh cơ cực lớn bao phủ về phía Lục Lâm Thiên. Thôn phệ năng lượng, thôn phệ nguyên lực, thôn phệ linh hồn, thôn phệ tất cả sinh cơ từ bốn phương tám hướng bao phủ Lục Lâm Thiên, muốn thôn phệ toàn bộ năng lượng quanh người Lục Lâm Thiên. Xoẹt. Nhất thời năng lượng chung quanh thân thể hắn cũng bị cắn nuốt không ngừng. Lúc này Lục Lâm Thiên đang nhắm mắt cảm giác được gì đó, năng lượng trên người bị hút đi. Bỗng dưng hắn mở mắt ra, trong mắt bắn ra hào quang như hóa thành thực chất. Xoẹt. Hắn thúc giục thanh linh khải giáp hổ biến, Lục Lâm Thiên gào thét như sấm, lập tức vận dụng hỗn độn âm dương quyết tới cực hạn. Phần phật. Lực cắn nuốt lan tràn ra chung quanh, lực lượng thôn vệ trực tiếp phản thôn vệ lực lượng đang hấp thu năng lượng của mình. Hỗn độn âm dương quyết chấn động, dường như sa mạc hoang vu tìm được nguồn nước, lập tức kéo năng lượng và sinh cơ trở về. Biến hóa như vậy làm không gian chấn động không ngớt, lực thôn phệ từ không gian cũng tăng cường, muốn thôn phệ Lục Lâm Thiên. Rầm rầm. Hai lực thôn phệ giao phong với nhau, không gian u ám nứt vỡ, cả không gian chấn động dữ dội, năng lượng này lập tức bao phủ không gian. Lục Lâm Thiên bị áp chế, năng lượng trong người bị hấp thu đi, thân bất do kỷ không thể ngăn cản. Giống. Hổ gầm rung trời, bỗng dưng trong đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên. Đan nguyên chữ vạn bộc phát khí tức man hoang thương cổ khủng khiếp. Khí tức man hoang này không ngừng thẩm thấu vào trong hư không. Ầm ầm. Lúc khí tức man hoang thương cổ này bao phủ không gian, bỗng nhiên trên không trung có tiếng nổ vang như sấm sét. Trong khoảnh khắc, không gian sinh ra gợn sóng, không gian hoang vu lờ mờ dùng Lục Lâm Thiên, tương dung Lục Lâm Thiên vào trong. Biến hóa ngắn ngủi chiếm giữ thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên. Lúc này không gian lờ mờ dường như có chủ nhân, tất cả mặc cho Lục Lâm Thiên làm chủ. Rầm rầm rầm. Khi khí tức man hoang thương cổ không ngừng bao phủ không gian, nhất thời thiên uy hàng lâm, trên hư không sinh ra sấm sét làm người ta phải sợ hãi. Phần phật. Cả không gian trong nháy mắt đều bị Lục Lâm Thiên khống chế, vào lúc này hỗn độn âm dương quyết trên người Lục Lâm Thiên biến thành chúa tể thôn vệ không gian này, trong lúc vô hình thiên uy không thể phản kháng bao phủ hào quang màu xanh ở thật xa. Khi Lục Lâm Thiên thôn phệ lần nữa, năng lượng bị hấp thu lập tức bị kéo trở về trong người Lục Lâm Thiên, nó dùng tốc độ kinh người bay vào thân thể Lục Lâm Thiên. Quanh người Lục Lâm Thiên có khí tức khủng khiếp bộc phát, giờ phút này lực cắn nuốt khủng khiếp lan tỏa ra các hướng, cuối cùng khuếch tán ra khắp người, nương theo đó là tiếng hét vang vọng hư không, điện quang trên thân thể bộc phát dữ dội. Năng lượng cuồng bạo bị Lục Lâm Thiên hút vào cơ thể, tất cả đều bị hỗn độn âm dương quyết luyện hóa. Cuối cùng hóa thành nguyên lực tinh thuần cung cấp cho Lục Lâm Thiên sử dụng. Ầm ầm. Vào lúc này thân thể khổng lồ của Lục Lâm Thiên biến thành lỗ đen cắn nuốt mọi thứ, lực lượng thôn phệ nương theo thiên uy cho nên không gì cản nổi. Cả không gian đều nằm trong sự khống chế của Lục Lâm Thiên. Khí tức tăng lên, thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên chấn động, hai mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, hào quang đen trắng bùng phát dữ dội. Cửu Nguyên Đại Viên Mãn.
đây là âm dương áo nghĩa đại viên mãn, tiểu tử này bắt đầu đột phá cửu nguyên đại viên mãn. Trong khí thế khủng bố kia, Phong Hành Thiên Chủ rung động, 14 ngày không gặp mà thôi, cho dù thời gian trong thiên trụ giới chênh lệch rất lớn, thế nhưng mà Lục Lâm Thiên đột phá cũng quá nhanh, còn tranh đoạt năng lượng trong không gian này, tất cả đều làm cho Phong Hành Thiên Chủ nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tử này đột phá, dĩ nhiên có thể tranh đoạt năng lượng trong không gian quỷ dị này. Hải Nhược Hồng Tôn khiếp sợ, hắn không ngờ Lục Lâm Thiên có thể thôn phệ nhược năng lượng trong nơi quái quỷ như nơi đây. Tiểu tử này, thật sự mạnh không hợp thói thường, đâu chỉ là đệ nhất nhân trong cùng thế hệ, sợ rằng cũng bỏ xa đám lão gia hỏa chúng ta rồi. Vạn Độc Chí Tôn cảm thán, hiện tại hắn biết Lục Lâm Thiên không tầm thường, lúc trước hắn còn không đặt trong lòng, nhưng mà về sau hắn không thể không cẩn thận, ở trong vạn thế liệp tràng lĩnh ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ 5, đứng đầu chúng hoàng, sau đó phát triển trong thương khung chiến trường, đến cuối cùng tinh thần làm bậc thang, nghịch thiên mà đi, chân lý niết bàn. Từng cảnh tượng chỉ có thể dùng kỳ tích để nói mà thôi. Thành tựu phi phàm như thế, cho dù nhân vật phong hoa tuyệt đại như Vạn Độc Chí Tôn cũng phải tâm phục khẩu phục Lục Lâm Thiên. Mạnh, quá mạnh mẽ, mong rằng hắn thuận lợi đột phá. Hải Nhược Hồng Tôn thì thào, hắn biết rõ những lão gia hỏa như mình không thể so sánh với thanh niên trước mặt. Phong Hành Thiên Chủ nhìn thân hổ khổng lồ kia, nói. Nếu Lục Lâm Thiên thuận lợi đột phá, đến lúc đó hắn vô địch dưới thánh hồng cảnh rồi. Vạn Độc Chí Tôn không có phản đối, ánh mắt rung động, bát nguyên trung viên mãn, Lục Lâm Thiên đã có thể đối phó nhân tôn là cửu nguyên đại viên mãn hậu kỳ tới gần đỉnh phong. Một khi Lục Lâm Thiên thuận lợi đột phá đến cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng, khi đó dưới thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của mình, dưới thánh hồng không ai là đối thủ của hắn nữa. Lục Lâm Thiên không ngừng cắn nuốt năng lượng chung quanh, lực cắn nuốt từ từ mạnh hơn. Ở cuối hư không, hào quang màu xanh sáng tối bất định, hào quang màu xanh không ngừng chấn động, cũng ngăn cản lực lượng thôn phệ hấp thu năng lượng của mình. Khí tức chấn động càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cuồng bạo, giống như núi lửa bị áp chế bùng nổ đang chờ ngày bộc phát. Giống. Rốt cục Lục Lâm Thiên gào to, tiếng hổ gầm vang lên như sấm, nương theo tiếng hổ gầm này là khí tức bùng nổ như núi lửa bộc phát. Khí tức này dễ dàng đánh tan bình chướng vô hình trong người Lục Lâm Thiên. Hào quang đen trắng bao phủ thân thể, chỉ trong nháy mắt uy áp lan tràn, những hóa hồng cảnh thực lực không đủ đều phải quỳ xuống, nguyên lực và áp nghĩa trong người đều bị áp chế. Cửu nguyên đại viên mãn, đột phá. Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn nhìn nhau, rung động khó có thể tả. Phần Phật. Khi Lục Lâm Thiên đột phá, khí tức dễ dàng đột phá bình chướng, lập tức trì trệ, hư không không ngừng cắn nuốt, lập tức trực tiếp bắt đầu giãy giụa. Oanh! Ngay lúc này lực cắn nuốt quỷ dị bùng phát, đột nhiên hào quang trong ánh sáng màu xanh bùng phát, ánh sáng này giáng thẳng vào người Lục Lâm Thiên. Thánh hồng cảnh! Ánh sáng hàng lâm, nương theo uy áp khủng bố này, ngay cả Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn ba người cũng rung động tâm thần, khó có thể chống cự bao nhiêu, tuy thánh hồng cảnh còn không có đặt chân tới hư vô cảnh, nhưng cho dù là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong cũng khó có thể chống lại. Giống! Trong thời gian ngắn, khí tức Lục Lâm Thiên chưa ổn định cũng phải mở mắt ra, hào quang đen trắng bắn ra ngoài, không gian chung quanh vỡ ra, hào quang âm dương bùng phát, cuối cùng hào quang màu xanh đậm bắn ra ngoài. Xoẹt! Rốt cuộc không gian không chịu nổi chấn động dữ dội này, năng lượng trùng kích, một tiếng nổ vang lên, âm thanh nổ tung ầm ầm vang lên, tiếng nổ vang lên không dứt bên tai. Rầm rầm rầm! Không gian nứt vỡ hóa thành không gian động sâu. Năng lượng càn quét các nơi, không gian động sâu biến mất không thấy gì nữa. Vào lúc này năng lượng thôn vệ quỷ dị cuối hư không cũng dẫy ra khỏi lực thôn vệ của Lục Lâm Thiên. Trong không gian u ám, năng lượng màu xanh chấn động, hào quang cũng ảm đạm đi nhiều. Ánh sáng màu xanh này không ngừng lắc lư, ánh sáng màu xanh co rút lại, sau đó hóa thành một thân ảnh hình người. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ? Khi thân ảnh này xuất hiện giống như tương dung với không gian, không nhìn rõ bộ mặt, trong lúc mơ hồ còn khiếp sợ, lời nói thì thào, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh này vừa biến mất, khí tức hoang vu trong không gian tiêu tán, không gian dần dần sáng lên. Thân hổ đứng trên trời cao, Lục Lâm Thiên đã thức tỉnh, đôi mắt khép hờ lại, hắn đang điều chỉnh khí tức của mình. Lúc này thu liễm thân hổ, thân ảnh áo bào xanh xuất hiện, sau khi biến lại bản thể.
hắn tươi cười, cảm giác biến hóa trong người, Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí, nói. Cửu nguyên đại viên mãn. Cửu nguyên đại viên mãn, Lục Lâm Thiên biết rõ tới tầng thứ này đã là cường giả đỉnh cấp trong thiên địa, đã có thể tiếp cận một số ít siêu cấp cường giả trong thiên địa hiện tại. Cửu nguyên hóa hồng, đột phá quá nhanh, quá đáng sợ. Vừa dứt lời, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn ba người đều nhìn Lục Lâm Thiên giống như quái vật. Hiện tại chấn động vô hình trên người Lục Lâm Thiên làm bọn họ cảm thấy vô cùng rung động. Vận khí mà thôi, không cẩn thận lại đột phá. Lục Lâm Thiên mỉm cười với Phong Hành Thiên Chủ, duỗi lưng mỏi, đột phá đến cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng, cho dù đối mặt với Thánh Hồng Cảnh, dựa vào thủ đoạn của Tử Lôi Huyền Đỉnh hắn cũng không ăn thiệt thòi nhiều. Không cẩn thận là có thể đột phá sao? Nghe vậy, Vạn Độc Chí Tôn lập tức trừng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nói lời này không khác gì nói những người khác vô năng, không nói bát nguyên trung viên mãn đột phá đến cửu nguyên hóa hồng cần nguyên lực khổng lồ thế nào, người bình thường căn bản không có khả năng tích lũy dễ dàng như thế. Quan trọng hơn là lĩnh ngộ áo nghĩa, với tu luyện giả bình thường thì đây là chuyện khó càng khó. Nhưng trước mặt Lục Lâm Thiên lại trải ra một con đường thông thiên, chuyện này làm cho tại Vạn Độc Chí Tôn cũng biệt khuất. Nghe Vạn Độc Chí Tôn nói thế, Lục Lâm Thiên cùng cười, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Lực lượng thôn phệ sinh cơ và linh hồn trong không gian này đã biến mất. Hải Nhược Hồng Tôn nhìn thấy không gian sáng lên, lực cắn nuốt không đâu không có cũng biến mất, làm cho hắn thần sắc của hắn kỳ quái. Lực cắn nuốt này đến từ một thánh hồng cảnh, còn không phải thánh hồng cảnh bình thường. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn vào sâu trong không gian, thời điểm đột phá hắn đã âm thầm giao phong, Lục Lâm Thiên biết rõ khí tức đó hơn xa mình. Thế nhưng mà không biết về sau như thế nào, dường như bởi vì nguyên đan chữ vạn trong người chấn động giúp mình khống chế không gian này, thậm chí có thể dựa vào thiên uy áp chế thánh hồng cảnh, sau đó thôn vệ năng lượng trên người của hắn mới giúp mình đột phá. Mà khí tức mộc thuộc tính áo nghĩa kia, Lục Lâm Thiên lúc này hồi tưởng lại cảm thấy thánh hồng cảnh kia không phải là nhân tộc cùng thú tộc, không có gì bất ngờ xảy ra, sợ rằng đó là linh vật trời sinh, thậm chí khí tức còn có cảm giác quen thuộc. Làm sao bây giờ, tiếp tục đi hay thế nào, không biết phía trước có gì nguy hiểm hay không? Vạn Độc Chí Tôn nói nhỏ, gần đây liên tục gặp hiểm cảnh, làm cho Vạn Độc Chí Tôn vào lúc này cũng sợ rồi. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, nói. Tiếp tục đi thôi, cũng không có đường thối lui. Hy vọng không gặp hiểm cảnh gì đó. Phong Hành Thiên Chủ cảm thán, thời gian qua có không ít hóa hồng cảnh vẫn lạc, trong không gian này còn có Minh Linh Thiên La Minh đi cùng. Hóa hồng cảnh vẫn lạc tới mấy ngàn người. Siêu siêu. Sau khi dừng lại giữa không trung một lúc, từng thân ảnh thương khung minh lại đi theo Lục Lâm Thiên ra khỏi không gian này, không ít người Thiên La Minh cũng đi theo sau lưng người thương khung minh. Lại qua hai ngày, thời gian hai ngày này mọi người tao ngộ không ít nguy hiểm, nhưng mà trong hai ngày này không có nhiều hóa hồng cảnh vẫn lạc, sau khi đi ra khỏi không gian thôn vệ sinh cơ kia cũng không có xuất hiện nguy hiểm quá lớn, lúc này mọi người cảm thấy kỳ quái. Hai ngày qua, Lục Kinh Vân, Lục Tâm Đồng, Lục Doanh cũng bị Lục Lâm Thiên gọi ra. Vào lúc Lục Tâm Đồng đi ra khỏi thiên trụ giới đã là Lục Nguyên Hóa Hồng, Lục Kinh Vân cũng đã khôi phục, thất nguyên tiểu viên mãn Hóa Hồng đã vững chắc, thậm chí tinh tiến không ít, mà Lục Doanh cũng đặt chân tới Lục Nguyên Đại Siêu Phàm. Lục Xảo, Lục Thành, Lục Trực và Lục Phương bốn người đều thôn phệ một linh tinh cửu nguyên đại viên mãn nên đột phá tới tứ nguyên Hóa Hồng đỉnh phong. Lúc này tăng thêm mấy hóa hồng cảnh của Chí Tôn Điện cũng đã tăng lên ngũ nguyên hóa hồng trung hậu kỳ, tuy còn chưa tới mức đột phá một nguyên, nhưng mà tiến bộ thật lớn. Trong mấy người này, Lục Lâm Thiên cũng rất rõ ràng trong khoảng thời gian này đạt được chỗ tốt lớn nhất là Lục Tâm Đồng, độc chi thánh nguyên tăng thêm vô ảnh phệ tủy độc thư mẫu thư, tuy trong 2-3 ngày đã đột phá Lục Nguyên Đại Siêu Phàm hóa hồng tu, nhưng mà Lục Tâm Đồng lại làm cho Vạn Độc Chí Tôn không thể làm gì, cực kỳ đau đầu. Ồ! Trong sơn mạch, trong rừng rậm rậm rạp, đoàn người thương khung minh đang kéo dài qua sơn mạch đi tới khu vực này, đột nhiên Lục Lâm Thiên dừng lại, hắn lập tức vui vẻ. Lục Lâm Thiên dừng làm mọi người dừng theo, lúc này mọi người nhìn theo hướng của Lục Lâm Thiên mà đi, nhưng lại không có phát hiện bất cứ ba động gì, ngay cả Phong Hành Thiên Chủ và Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn cũng không có phát hiện gì. Sư phụ! Sau một lát, ở giữa không trung có tiếng nói vang lên. Lập tức từng thân ảnh bay tới. Siêu siêu. Tiếng quát vang lên, không ít thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, hơn 10 người thu liễm hào quang,
người đi đầu là Hồng Vũ, còn có Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương của Tuyên Cổ Điện. Linh hồn lực thật mạnh. Nhìn thấy đám người Hồng Vũ xuất hiện, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn nhìn nhau, bởi vậy có thể thấy được linh hồn lực của Lục Lâm Thiên còn trên cả bọn họ, không ngờ có thể nhìn thấy đám người Hồng Vũ đi tới. Đám người Hồng Vũ hội tụ, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua chung quanh, trừ Hồng Vũ ra, còn lại đều chật vật. Sau đó Lục Lâm Thiên biết được, Hồng Vũ gặp được đám người Thanh Lôi Thân Vương, lúc gặp được thì đám người Thanh Lôi Thân Vương đang lâm vào hiểm cảnh, mệnh huyền một đường, vẫn là Hồng Vũ mang bọn họ rời khỏi hiểm cảnh. Nhưng mà trong hiểm cảnh đó, Thanh Lôi Thân Vương và Thiên La Minh ở trong hiểm cảnh này có tới mấy ngàn người, đến cuối cùng cũng chỉ còn vài trăm đi ra. Sau khi nói chuyện, mọi người cũng tiếp tục xuất phát, Lục Lâm Thiên không biết cụ thể đi đâu, chỉ dựa theo lời sư tỷ nói, cứ đi vào sâu trong thương khung bí cảnh là được. Trong khu vực non xanh nước biếc có mấy trăm người bị vây khốn, mấy người đi đầu tuổi còn trẻ, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng trong mắt không có bao nhiêu kinh hoàng, cầm linh khí trong tay, ánh mắt âm trầm. Trong đám người còn có đại hán trung niên và lão giả khí vũ hiên ngang, đều có khí thức đại thừa niết bàn. Nhóm người này chính là Lục Âm, Thái A, còn có Đạm Thai Tuyết Phi, Dạ Vị Ương, Nguyên Nhược Lan, cùng với Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Hàn Băng Tôn Giả Lãnh Thiên Thu, Sát Phá Quân, Bắc Cung Kình Thương. Trong đám người, Lục Âm, Đạm Thai Tuyết Phi, Lam Thập Tam, Nguyên Nhược Lan, Dạ Vị Ương gây chú ý nhất, dung nhan kiểu diễm, điềm đạm đáng yêu. Nam Gia Gia, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Âm nhìn mấy trăm cường giả minh linh phong tỏa không trung, ánh mắt ngưng trọng, hỏi Độc Cô Ngạo Nam. Thực lực người Thiên La Minh không kém, có ba thất nguyên tiểu viên mãn, chúng ta rất khó xông ra, liều mạng chỉ sợ chúng ta gặp bất lợi mà thôi. Ánh mắt Độc Cô Ngạo Nam ngưng trọng, ánh mắt nhìn qua chung quanh, nói. Các ngươi nghĩ biện pháp đi, ta cản ở phía sau. Không, các ngươi nghĩ biện pháp đi. Ta đến cản phía sau, muốn ngăn cản ta, sợ rằng bọn họ khó làm được. Lục Doanh trầm giọng nói, trên dung nhan tuyệt mỹ còn mang theo thánh khiết, tu vị lục nguyên hóa hồng đại siêu phàm sinh ra, không thể nghi ngờ trong thương khung bí cảnh này cũng có tiến bộ không nhỏ. Nếu như vậy, chúng ta liều với chúng, nghĩ muốn ăn chắc chúng ta, bọn chúng sai rồi. Chí Thánh Đại Đế tóc bạc chấn động, khí tức bùng phát. Sau lưng Chí Thánh Đại Đế, Bắc Cung Kình Thương nhìn qua bốn phía, sau đó than nhẹ, nói với Chí Thánh Đại Đế. Bọn chúng cũng cố kỵ chúng ta, cũng sợ thương vong quá nhiều, cho nên hiện tại vây khốn chúng ta, bằng không đã sớm động thủ, nhưng mà chúng ta cũng khó thoát thân. Vậy liều, không thể để chúng vẫn vây khốn chúng ta được. Lam Thập Tam lên tiếng. Lúc này Đạm Thai Tuyết Phi đi ra, trên miệng còn có vết máu, dung nhan như tiên lúc này tái nhợt, đôi mắt như bảo thạch câu hồn đoạt phách. Bất cứ nam tử nào nhìn thấy đều hãm sâu vào đó, nói với Lam Thập Tam. Sợ rằng đám người Thiên La Minh không cho chúng ta bao nhiêu thời gian, bọn chúng cũng lo lắng cường giả thương khung minh đột nhiên đi ngang qua, đến lúc đó không may chính là bọn chúng. Khá tốt Thiên La Minh cũng không có nhiều cường giả, bằng không đã sớm động thủ. Dạ Vị Ương nói nhỏ, sau khi mặc nữ phục nàng như đổi thành người khác, không còn dùng nam trang xuất hiện trên địa lục, lúc này mặc váy dài màu trắng. Vòng eo nhỏ nhắn không xương, tóc dài màu đen rủ xuống, ngũ quan tinh mỹ như ngọc tạo thành dung nhan tuyệt mỹ. Các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, tính nhẫn nại của chúng ta có hạn, giao đồ vật kia ra các ngươi có thể rời đi, bằng không, các ngươi ai cũng đừng đi. Thời điểm Dạ Vị Ương dứt lời, lão giả âm linh tổ quát đám người Lục Âm, Nguyên Nhược Lan, khí tức thất nguyên tiểu viên mãn chấn động phong tỏa không gian, để phòng đám người Lục Âm bỏ chạy. Bên cạnh lão giả âm linh tộc còn có quỷ tộc cùng phệ hồn nhất tộc, hai người này đều là thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng, ba thất nguyên hóa hồng bao phủ không gian, không cho đám người Lục Âm thoát thân. Trừ ba người này ra, chung quanh còn có mấy trăm cường giả Thiên La Minh, ánh mắt lạnh giá, khí tức âm hàn, trực tiếp vây quanh đám người Lục Âm trên vách núi. Dựa vào nhiều người thì tính là bổn sự gì, có bản lĩnh đơn đả độc đấu, thắng ta thì ngươi muốn thế nào thì thế nào. Lục Âm quát lớn, tuy nàng chỉ có tu vị lục nguyên hóa hồng, nhưng đối phó thất nguyên hóa hồng không nói chơi. Đại hán quỷ tộc cười nói. Khặc khặc, Lục gia Lục Âm, thánh hồ của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, tuy là hậu bối, nhưng lại có thanh danh hiển hách, đơn đả độc đấu thì khỏi, xem mặt mũi Lục Lâm Thiên, giao đồ vật ra đây, chúng ta không làm khó dễ các ngươi.
Khi đại hán trung niên nói xong, ba tên thất nguyên quỷ tộc, âm linh tộc, phệ hồn tộc trong Thiên La Minh nhìn nhau. Bọn họ hiện tại không động thủ, một mặt là bởi vì đối phương cũng không dễ chọc, tuy tu vị không bằng bọn họ, nhưng vẫn có thể vượt cấp đánh chết đối thủ, tuyệt đối khó có thể đối phó. Nhưng ba người bọn họ cố kỵ nhất chính là Lục Lâm Thiên, trong đám người này có người thân của Lục Lâm Thiên, trọng yếu nhất còn có con gái Lục Lâm Thiên, vạn nhất thực động tới con gái Lục Lâm Thiên. Với tính cách và thực lực của Lục Lâm Thiên cái hiện tại, sợ rằng một khi Lục Lâm Thiên biết rõ, dù đuổi khắp thương khung bí cảnh cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Muốn giật đồ trong tay chúng ta, vậy phải xem các ngươi chuẩn bị giao ra cái giá như thế nào đã. Lục Âm nghiến răng, lực lượng rất mạnh bắn ra ngoài, nhưng trong lòng lại trầm xuống, với tu vị của nàng hiện tại, chống lại một thất nguyên hóa hồng cũng không sợ, nhưng nếu hai sẽ khó đối phó, về phần ba, tuyệt đối không thể làm gì. Huống chi còn có mấy trăm tên Thiên La Minh ở chung quanh, Lục Nguyên Hóa Hồng cùng Ngũ Nguyên Hóa Hồng cũng không ít. Trung niên phệ hồn nhất tộc thấy không thể nói động Lục Âm, lập tức âm trầm, quát. Lục Âm, ngươi đừng quá không biết điều, đừng tưởng rằng phụ thân ngươi thật bảo vệ ngươi, đây chính là thương khung bí cảnh, sợ rằng hắn cũng khó bảo toàn, huống chi Thiên La Minh chúng ta cũng không sợ thương khung minh, đừng hồ đồ. Chư vị, liều đi, có thể rời khỏi bao nhiêu thì đi. Đến lúc đó lại tính sổ với đám minh linh này. Lục Âm nhìn ba thất nguyên hóa hồng, dung nhan biến hóa, hai tay siết chặt lại, trong mắt bắn ra hào quang đen trắng, nói. Muốn cướp đồ, chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhìn thấy đám người Lục Âm quyết tâm liều mạng, đám người minh linh có dự cảm không tốt, vạn nhất Lục Lâm Thiên không có việc gì trong thương khung bí cảnh, đến lúc đó chủng tộc sau lưng bọn họ sẽ hỏng bét. Đại hán trung niên phệ hồn nhất tộc âm trầm đánh giá tình hình, lập tức phất tay cho mấy trăm hóa hồng cảnh của Thiên La Minh xông lên, quát. Không để tên nào chạy, giết không tha. Giết. Khi tên trung niên phệ hồn nhất tộc quát lớn, mấy trăm tên Thiên La Minh lao tới, lúc này khí tức âm hàn bao phủ không gian, xông thẳng về phía đám người Nguyên Nhược Lan, Lam Thập Tam. Sát. Nhìn thấy minh linh tấn công, Chí Thánh Đại Đế, Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam, Bắc Cung Kình Thương. Hàn Băng Đại Đế, Lam Thập Tam, Sát Phá Quân cũng đánh trả. Rầm rầm rầm. Trên vách núi có từng năng lượng áo nghĩa trùng kích khủng bố, linh khí nguyên lực va chạm nhau, nguyên lực không ngừng chấn động, lập tức bao phủ thiên địa, trên hư không sinh ra lỗ đen, không gian chung quanh không ngừng bị phá hủy, năng lượng cuồng bạo chấn động rất mạnh. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Sát. Lục Âm lập tức ra tay, hào quang như lụa mỏng bay ra. Có minh linh xui xẻo bị đánh chết tại chỗ. Đồ vật đang ở trong tay Lục Âm, liên thủ đối phó, tốc chiến tốc thắng, những người khác giải quyết kẻ khác. Ba tên thất nguyên hóa hồng cảnh lập tức bao vây Lục Âm, tấm lụa mỏng quay về trong tay Lục Âm, tấm lụa màu vàng bảo hộ quanh người nàng. Vào lúc này quanh người Lục Âm xuất hiện tia sáng, thân ảnh uyển chuyển bộc phát uy áp khủng khiếp, lập tức hóa thành cửu vĩ yêu hồ, toàn thân trắng như ngọc, chín cái đuôi xuyên qua không gian. Uy áp không ngừng bùng phát. Ầm ầm. Lục Âm biến thành cửu vĩ yêu hồ gào thét, tiếng gào như long ngâm, vô cùng mạnh mẽ. Toàn lực ra tay, Lục Âm rất khó đối phó. Ba người đồng thời hét lớn, ba tên thất nguyên hóa hồng cảnh hóa thành chân thân, khí tức âm tà bao phủ toàn thân, lập tức vây công Lục Âm. Lục Âm thúc dục bản thể cửu vĩ thiên hồ, chín cái đuôi sau lưng công kích vô cùng cường hãn, lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản ba tên thất nguyên hóa hồng công kích. Bành bành, tiếng nổ trầm thấp vang lên, đám người Chí Thánh Đại Đế bất phàm, nhưng bị vây công dần dần bị áp chế, tình huống càng ngày càng bất lợi. Lục Âm bị ba thất nguyên hóa hồng vây công, tình hình càng ngày càng bất lợi, phải vận dụng toàn lực mới có thể ổn định tình hình. Dù sao tu vị không đủ, nỏ mạnh hết đà, xem ngươi làm sao chống lại. Cùng động thủ, lúc này ba tên thất nguyên hóa hồng không ngừng công kích vào bản thể cửu vĩ thiên hồ của Lục Âm. Cả ba công kích vô cùng quỷ dị và xảo trá. Năng lượng âm hàn khủng bố bao phủ các nơi, Lục Âm hóa thành bản thể cửu vĩ thiên hồ cũng ngưng trọng, lập tức hai mắt chấn động, trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời, hào quang chói mắt tỏa ra chung quanh. Thánh hồ chi nhãn. Từng đợt năng lượng thánh khiết không ngừng bắn vào hai đạo năng lượng âm hàn, chấn động không gian như nước sôi sùng sục, hoàn toàn ngăn cản được hai đạo công kích đánh tới. Xoẹt. Vào lúc này trung niên quỷ tộc thừa cơ lẻn ra sau lưng Lục Âm. Ngao ngao. Vào lúc này có hai tiếng long ngâm vang lên như sấm, không gian chấn động rất mạnh, long ngâm mang theo hạo nhiên chính khí,
có thể áp chế tất cả tà vật. Hai con cự long xuất hiện, mang theo khí thế chân áp thiên địa. Hai con kiếm long vượt qua trời cao, long uy khủng khiếp khuếch tán ra, kiếm quang bùng phát, kiếm khí lập tức đánh thẳng vào trung niên quỷ tộc. Nguyên Nhược Lan, ngũ nguyên hóa hồng mà thôi, dám chống lại thất nguyên hóa hồng, muốn chết. Trung niên quỷ tộc quát lớn, tiếng quát như sấm, trường ấn run lên, trực tiếp phá hủy hai con kiếm long, tuy lực lượng của trường ấn giảm đi rất nhiều, nhưng nó vẫn đánh thẳng vào Nguyên Nhược Lan. Lúc này Nguyên Nhược Lan thúc giục linh hồn phân thân trợ giúp Lục Âm, linh hồn phân thân ngăn chặn đối thủ, bản thể xuất hiện sau lưng Lục Âm, sắc mặt tái nhợt nhìn trường ấn đánh tới, trường kiếm màu tím trong tay đánh ra mấy đạo kiếm quang đầy hạo nhiên chính khí, dùng xu thế như bôn lôi ngăn cản trường ấn. Xoẹt! Bị kiếm quang đầy hạo nhiên chính khí ngăn cản, trường ấn bị áp chế một kích, năng lượng đáng sợ bộc phát, khí tức ngập trời xé nát hư không, trường ấn bị nghiền nát, nhưng lực lượng đáng sợ gào thét. Lập tức đánh thẳng vào người Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan phun máu tươi, thân ảnh mềm mại bay đi như diều đứt dây, tu vị ngũ nguyên hóa hồng, lại vừa đột phá, nàng có thể vượt cấp chống lại lục nguyên hóa hồng, nhưng so với thất nguyên lại là cái hào rộng, tăng thêm bản thân bị thương không nhẹ, giờ phút này càng không thể chống lại. Nhược Lan A Di, Lục Âm cho một cái đuôi xuyên qua không gian, lập tức đỡ thân thể Nguyên Nhược Lan, lực trùng kích cực lớn làm thân thể của nàng lảo đảo. Trong miệng có vết máu chảy ra, lập tức hóa thành hình người ôm lấy Nguyên Nhược Lan, tình hình của Nguyên Nhược Lan không tốt chút nào. Nguyên Nhược Lan lau máu trên khóe miệng, nhìn đám người Lục Âm và nói. Các ngươi đi mau, ta đối phó bọn chúng. Nhược Lan A Di, ngươi không có biện pháp đối phó bọn chúng, các ngươi đi trước đi. Lục Âm nói với Nguyên Nhược Lan. Đi mau, nếu ngươi không đi là không được, vật kia nhất định rất trọng yếu, không rơi vào trong tay bọn chúng. Mau đi tìm phụ thân của ngươi, không cần lo cho ta. Nguyên Nhược Lan trực tiếp đẩy Lục Âm ra, cầm trường kiếm trong tay, nhìn Lục Âm, trong miệng máu tươi chảy ra ngoài, nói. Ngươi rất giống phụ thân ngươi, đi nhanh đi, ta và phụ thân ngươi âm thầm phân cao thấp vài chục năm, cuối cùng vẫn làm hắn nợ ta một lần, đến lúc đó ngươi bảo phụ thân ngươi báo thù cho ta là được. Vừa dứt lời, khí tức hỗn loạn quanh người Nguyên Nhược Lan chấn động, khí tức này nhộn nhạo rất mạnh. Đây là thủ đoạn gì? Khi khí tức Nguyên Nhược Lan không ngừng tăng lên, tên quỷ tộc thất nguyên hóa hồng ngưng trọng, từ khí tức không giống hồn anh tự bạo, nhưng mà uy năng so với tự bạo còn lớn hơn nhiều, từ khí tức của Nguyên Nhược Lan, hắn cảm thấy nguy hiểm. Đừng để Lục Âm trốn, một tên cũng không được để chạy, bằng không bị Lục Lâm Thiên biết rõ sẽ phiền toái lớn. Phệ hồn nhất tộc và tên thất nguyên hóa hồng còn lại lập tức vây công Lục Âm, khí tức âm hàn ngăn cản Lục Âm. Lập tức không để Lục Âm có chút cơ hội đào tẩu nào. Mặc kệ ngươi có át chủ bài gì, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, đi chết đi. Tên quỷ tộc thất nguyên hóa hồng lập tức đánh ra một chảo toàn lực về phía Nguyên Nhược Lan. Hiện tại ánh mắt Nguyên Nhược Lan lạnh giá, trong lúc mơ hồ còn mang theo ý cười lạnh, khí tức mênh mông không ngừng bùng phát. Trong thời điểm nguy cấp này, một giọng nói dồn dập từ hư không truyền tới. Không cần phải làm thế, nhanh chóng bình ổn khí tức. Mạng của ngươi không phải hắn có thể so sánh. Nghe được tiếng nói này, đôi mắt Nguyên Nhược Lan chấn động, khí tức đang tăng lên cũng dừng lại, lúc này nàng mỉm cười rất vui vẻ. Xoẹt! Vào lúc này một đạo hào quang màu vàng xuyên qua không gian, hào quang màu vàng này đánh thẳng vào móng vuốt của quỷ tộc thất nguyên hóa hồng. Phần phật! Cả hai va chạm vào nhau tạo thành tiếng nổ kinh thiên động địa, móng vuốt không thể ngăn cản, lập tức tan biến, thế đi của hào quang màu vàng không giảm. Nhanh chóng đánh thẳng vào người tên trung niên quỷ tộc. Ầm ầm, hào quang màu vàng tiến vào trong cơ thể, ánh mắt trung niên quỷ tộc sợ hãi, hào quang màu vàng nổ tung, thân thể tên trung niên quỷ tộc nện thẳng vào mặt đất. Xoẹt, vào lúc này hai tên phệ hồn nhất tộc và âm linh tộc tu vị thất nguyên hóa hồng toàn lực công kích Lục Âm, một trước một sau không cho Lục Âm thoát thân. Con sâu cái kiến, muốn chết. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, không gian trước mặt Lục Âm xuất hiện thân ảnh to lớn như thành đồng vách sắt. Người này vừa xuất hiện, lập tức đánh ra hai đạo hào quang màu vàng ngăn cản công kích của hai tên minh linh. Bành bành bành, năng lượng khủng bố quét qua tất cả, sóng hủy diệt trùng kích rất mạnh, lập tức phá hủy các ngọn núi chung quanh. Phụt, hai tên minh linh phun máu tươi, bay ngược ra phía sau, hai thất nguyên hóa hồng căn bản không địch nổi một kích, hai người đều nện thẳng vào mặt đất. Mấy tên thất nguyên con sâu cái kiến mà thôi, dám động tới sư tỷ của ta, thật sự không biết sống chết.
Vào lúc này trong hư không có lời nói bá đạo vang lên, hào quang thu liếm, trước mặt Lục Âm chính là Hồng Vũ. Mà vào lúc này thân ảnh áo xanh xuất hiện trước mặt Nguyên Nhược Lan, cầm mấy viên đan dược đưa vào miệng Nguyên Nhược Lan, ánh mắt nhu hòa nhìn nữ tử khí tức hỗn loạn, nói nhỏ. Lần sau đừng ngu ngốc như vậy, một tên thất nguyên hóa hồng con sâu cái kiến mà thôi, làm sao có thể so sánh với mạng của ngươi, đồng quy vu tận cũng không hay, trong mắt ta, mạng của ngươi không phải một quỷ tộc có thể đánh đồng. Nhìn qua thanh niên áo bào xanh, Nguyên Nhược Lan lẳng lặng nghe lời trách cứ này, sắc mặt hơi tái nhợt, nói. Thực lực của ta còn chưa đủ, không có biện pháp thủ hộ mọi người, hiện tại giao cho ngươi. Dứt lời, Nguyên Nhược Lan cũng nuốt đan dược Lục Lâm Thiên đưa tới. Hồng Vũ sư đệ, phụ thân. Nhìn thấy hai người vừa xuất hiện, Lục Âm kinh ngạc một lúc sau đó vui vẻ kêu lên. Dạ Vị Ương, Đạm Thai Tuyết Phi, Lam Thập Tam, Lãnh Thiên Thu, Sát Phá Quân, Chí Thánh Đại Đế nhìn lên không trung, bọn họ nhìn thấy thân ảnh áo xanh kia, biết rõ sẽ không có việc gì. Là Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên đến. Không tốt, đó là Lục Lâm Thiên xuất hiện. Đó là chân lý Niết Bàn Lục Lâm Thiên, đánh bại thần linh Nhiễm Hồng. Sau khi khiếp sợ qua đi, mấy trăm hóa hồng cảnh của Thiên La Minh phục hồi tinh thần trong khiếp sợ, lập tức có nhiều tiếng nói ngạc nhiên vang lên trong đám người Thiên La Minh. Không tốt, là Lục Lâm Thiên đến. Đặc biệt đối với tên phệ hồn nhất tộc thất nguyên hóa hồng mà nói, bản thân hắn cực kỳ sợ Lục Lâm Thiên sẽ chạy đến, Lục Lâm Thiên chính là kẻ hắn kiêng kỵ sâu nhất, hắn cũng biết Lục Lâm Thiên là người nào, đây không phải kẻ nhân từ nương tay. Nghe nói lúc còn ở chân lý Niết Bàn, có mấy ngàn vạn Thiên La Minh vẫn lạc trong tay hắn. Trốn. Ba tên thất nguyên hóa hồng nhìn nhau, dường như sớm có ăn ý, ba người đều bỏ trốn, căn bản không dám chống lại Lục Lâm Thiên, ngay cả những người khác cũng không quan tâm. Hồng Vũ, bắt sống. Thấy ba tên thất nguyên hóa hồng bỏ chạy, Lục Lâm Thiên lười nhìn, lập tức lên tiếng phân phó. Vâng, sư phụ. Hồng Vũ lên tiếng nhận lệnh. Sau đó Hồng Vũ lập tức xuất hiện trước mặt phệ hồn nhất tộc thất nguyên hóa hồng, hắn đánh ra một chảo bao phủ không gian chung quanh tên phệ hồn nhất tộc này, nhanh chóng cấm chế lên người hắn. Xoẹt! Thân ảnh Hồng Vũ lại biến mất, sau đó đánh ra hai chảo vào người hai tên thất nguyên hóa hồng vừa tạo ra vết nứt không gian bỏ trốn, lập tức trực tiếp kéo hai tên này ra khỏi vết nứt không gian. Ba thất nguyên hóa hồng còn chưa kịp phản ứng đã bị Hồng Vũ cầm trong tay, tất cả hoàn thành trong nháy mắt, không tốn chút sức. Tất nguyên hóa hồng chỉ là con sâu cái kiến trong mắt Hồng Vũ mà thôi. Hồng Vũ mạnh như vậy. Đám người Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Vũ ra tay, ba thất nguyên hóa hồng đã bị Hồng Vũ bắt giữ nhẹ nhàng, lực trùng kích với bọn họ cũng không nhỏ. Không ai ngờ thiếu niên đơn thuần như Hồng Vũ lại có thực lực đáng sợ như vậy. Trốn a hát, chạy mau. Trốn thôi, nếu không trốn sẽ không kịp. Ba thất nguyên hóa hồng bị bắt giữ, đám hóa hồng cảnh của Thiên La Minh không dám dừng lại, ánh mắt đầy sợ hãi, lập tức bỏ trốn thật xa. Một tên cũng đừng mong chạy thoát. Tiếng nói vang lên, là Lục Lâm Thiên quát lớn. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua. Hơn 1.000 hóa hồng cảnh vào lúc này bị Lục Lâm Thiên khống chế đông cứng giữa không trung, lúc này Lam Thập Tam bắt đầu rung động rất nhỏ. Phần phật. Đang ở đó gần như hơn 1.000 hóa hồng cảnh nhìn thấy Lục Lâm Thiên ở trên không trung, không gian chấn động quỷ dị, khí tức trên người Lục Lâm Thiên biến hóa quỷ dị, lúc này vòng xoáy thôn phệ xuất hiện. Lực lượng cắn nuốt dùng tốc độ không thể tưởng tượng rơi vào người của đám hóa hồng cảnh. A-hát, lực cắn nuốt quét qua tất cả, thôn phệ tất cả sinh cơ, cũng không bao lâu trong đám người có tiếng quỷ khóc thần gào truyền ra. Đám hóa hồng cảnh của Thiên La Minh bị thôn phệ nguyên lực và linh hồn. Sau đó hóa thành từng đạo năng lượng bị Lục Lâm Thiên hút đi. Thời gian qua đi, những tên Thiên La Minh thực lực thấp không ngừng bị hấp thành thây khô, ngay cả thân thể cũng hóa thành cho tàn. Nhìn thấy cảnh này, Lam Thập Tam, Hiên Viên Triệt, Huyền Kình cảm thấy lông mao dựng đứng lên, loại phương thức giết người khủng bố này bọn họ chưa từng gặp qua. Trong khoảng thời gian mấy canh giờ trôi qua, mà trong khoảng thời gian này Lục Kinh Vân, Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Lục Doanh, Lục Tâm Đồng cũng xuất hiện trên chiến trường. Trên không trung, hơn ngàn tên minh linh hóa hồng cảnh đã hóa thành sương mù, thân hồn câu diệt, quy tắc thôn phệ quanh người Lục Lâm Thiên không còn, gần như hơn 1.000 hóa hồng cảnh đều bị hắn thôn phệ. Bởi vì Chí Tôn Điện tồn tại,
tăng thêm một ít nguyên nhân khác, Lục Lâm Thiên ở trong thương khung bí cảnh không động tới người Thiên La Minh, nhưng mà người Thiên La Minh dám động tới Lục Âm, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên không thể bỏ qua, cũng không có khả năng bỏ qua. Vào đêm, cảnh đêm trong thương khung bí cảnh có khác biệt hết sức rõ ràng với bên ngoài. Trong hiểm cảnh chúng ta phát hiện không ít thi cốt, sau đó đạt được một tàn đồ trong hài cốt, nhưng về sau bị đám người Thiên La Minh đuổi tới và đòi cướp đi. Sâu trong một hang động nham thạch, Lục Âm kể ra, sau đó đưa tàn đồ tới trước mặt Lục Lâm Thiên, chính vì một nửa tàn đồ này mà mọi người bị Thiên La Minh đuổi giết. Đây là... Mắt thấy Lục Âm truyền đạt tàn đồ, bỗng nhiên ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, sau đó mang tàn đồ cầm vào trong tay, lập tức một tấn tàn đồ khác xuất hiện trong tay. Chính là tàn đồ bí vân mà Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên lưu lại trong thạch thất thứ 7, đặt chung với quyết thứ 4 của Bát Hoang Thiên Địa Quyết. Chất liệu hai tàn đồ giống nhau như đúc, Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, cả hai đang hội tụ vào nhau, hai tấm tàn đồ không ngờ là có thể tự sửa chữa, nối hai tấm tàn đồ thành bản đồ, nhưng chỉ mới có hai phần mà thôi. Lâm Thiên, trên người của ngươi vì sao có một tấm? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lấy ra bản đồ giống như đúc, còn có thể tụ tập cùng nhau. Độc Cô Ngạo Nam nghi hoặc. Nói rất dài dòng, xem ra bản đồ cổ này rất có lai lịch. Lục Lâm Thiên nhìn qua tàn đồ, thần sắc nghi hoặc, sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên lưu lại, tự nhiên không đơn giản. Tăng thêm Lục Âm trong thương khung bí cảnh đạt được tàn đồ, Lục Lâm Thiên suy tư, nếu suy đoán không sai, vẫn còn một phần hoặc hai phần nữa, muốn biết tàn đồ đại biểu cái gì, sợ rằng phải tìm thêm tàn đồ mới được. Phụ thân, tàn đồ này dường như chỉ nơi nào đó, những địa phương này rất quen thuộc, dường như chúng ta đi qua rồi. Vào lúc này ánh mắt Lục Kinh Vân cẩn thận đánh giá tàn đồ trong tay Lục Lâm Thiên, trên đó có đường vòng cung huyền ảo, giờ phút này lọt vào trong mắt Lục Kinh Vân, bị Lục Kinh Vân phát hiện không ít huyền cơ. Quen thuộc sao? Lục Lâm Thiên cẩn thận quan sát, lúc trước còn đã từng nghiên cứu qua, nhưng lại không hiểu ra sao. Sau mấy canh giờ quan sát, đám người Lục Lâm Thiên nhìn nhau, thần sắc ngạc nhiên. Thì ra tàn đồ dễ dàng như thế, chỗ không gian u ám kia có thể phát hiện huyền cơ. Lục Lâm Thiên cười khổ, vừa rồi Lục Kinh Vân phát hiện, bọn họ nghiên cứu với nhau, thì ra lúc trước dùng nhiều biện pháp vẫn không phát hiện huyền cơ, thì ra dễ dàng như thế. Trong khi nghiên cứu, mọi người cũng kinh ngạc phát hiện, khi hai tấm bản đồ hợp lại, đường vòng cung trên địa đồ là nơi bọn họ đi qua không ít, thậm chí nguy hiểm ven đường đều có đánh dấu rõ ràng. Không thể không làm bọn họ tức cười, nếu sớm đạt được bản đồ này, sợ rằng ven đường sẽ không có hóa hồng cảnh vẫn lạc. Phụ thân, trên bản đồ cuối cùng chỉ vào một giới hạn, nhưng giới hạn này cần tấm bản đồ nguyên vẹn mới thấy được. Lục Kinh Vân nhìn địa đồ, cuối cùng địa đồ có đánh dấu, nhưng mà vị trí cuối cùng cần bản đồ nguyên vẹn mới thấy được. Cuối cùng là địa phương nào mới được, nhưng mà từ địa đồ mà nhìn, chúng ta lại biết rõ, chúng ta đi không sai. Sợ rằng cứ dựa theo đường này sẽ đi tới cuối cùng. Lục Lâm Thiên nhìn qua địa đồ trong tay, tuy lúc này có một nửa địa đồ, tăng thêm đoạn thời gian này đã đi qua, Lục Lâm Thiên cũng biết phương vị đại khái. Lâm Thiên, ngươi ý định đi tìm địa phương trên bản đồ sao? Phong Hành Thiên chủ đối với Lục Lâm Thiên hỏi. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, bản đồ này có quan hệ với sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn, Lục Lâm Thiên không bỏ qua, nói. Bản đồ này không đơn giản, cho nên ta muốn đi xem, nói không chừng đến lúc đó sẽ có phát hiện đấy. Vậy thì tốt, cứ đi đi. Phong Hành Thiên chủ nói với Lục Lâm Thiên. Sau một lát, trong thiên trụ giới có từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba tên thất nguyên hóa hồng bi hồng vũ bắt đã bị lục thành, lục âm ở trong thiên trụ giới thi triển hỗn độn âm dương quyết thôn phệ. Trong thiên trụ giới tầng thứ 8, Lục Lâm Thiên ngồi đó, thôn phệ nguyên lực và linh hồn cả ngàn hóa hồng cảnh. Hắn đang luyện hóa thành nguyên lực tinh thuần. Từng thân ảnh phóng lên trời cao, giống như mưa sao băng bay đi. Xoẹt. Qua mấy ngày sau, trong sơn mạch bao la có năng lượng bay lên trời, một tên ám quỷ tộc tu vị hóa hồng cảnh chia năm xẻ bảy, thần hồn câu diệt, một viên linh tinh xuất hiện trong tay thanh niên áo bào xanh. Ám quỷ tộc. Thu hồi linh tinh, hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên biến mất, nhìn thấy người ám quỷ tộc hắn lại ra tay. Ám quỷ tộc, âm linh tộc. Phệ hồn nhất tộc đã ra tay với Lục Âm, nghĩa phụ, Nguyên Nhược Lan đã chọc giận Lục Lâm Thiên, tuy Lục Lâm Thiên cũng không muốn đánh chết người Thiên La Minh ở đây, nhưng mà không có nghĩa ám quỷ tộc có thể chọc hắn. Từng đạo hào quang vạch phá bầu trời, cầu vồng thu liếm, khí tức bộc phát trong hư không,
chính là đám người Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, dường như phát hiện gì đó, thì thào. Chúng ta tới hơi muộn, đã có người tới rồi. Lâm Thiên, phía trước có cái gì? Phong Hành Thiên Chủ nghi hoặc hỏi Lục Lâm Thiên, nửa canh giờ trước Lục Lâm Thiên đang tìm kiếm gì đó, nhưng mọi người không rõ làm sao, cũng không có phát hiện đặc biệt. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói với Phong Hành Thiên Chủ. Trọng bảo, nhưng hiện tại chúng ta có đối thủ rồi, muốn đạt được trọng bảo không đơn giản chút nào. Sau một lát, trong thần sắc nghi hoặc của mọi người, tiếp tục theo đuôi Lục Lâm Thiên tiến lên, thẳng đi tới đồi núi quỷ dị, dãy núi, bình nguyên, ngọn núi đều là đất vàng, sinh cơ bừng bừng, nhưng lại không có bất cứ sinh linh nào cả. Tại sao có thể như vậy? Mọi người kiếp sợ kêu lên, không ít thân ảnh từ trên không trung đáp xuống, thần sắc nghi hoặc và đại biến, từng thân ảnh đứng trên cao, trên mặt đầy kinh hãi. Trong không gian quỷ dị này có trọng lực nặng nề khác lạ. Một khi đặt chân vào khu vực này, lập tức sẽ bị trọng lực bao phủ, làm cho người ta không thể đi nhanh, càng tiến lên phía trước càng bị ảnh hưởng nặng nề. Thổ thuộc tính áo nghĩa rất mạnh, đây là nơi nào? Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn khiếp sợ nói ra, trọng lực nơi này mạnh như thế, bọn họ đều cẩn thận quan sát. Tiểu tử, có lẽ ở phía trước. Trong đầu Lục Lâm Thiên, cây đao màu vàng nói với Lục Lâm Thiên. Mọi người cẩn thận một ít, trong đây có không ít nguy hiểm, nhưng mà phía trước đã có người mở đường rồi. Lục Lâm Thiên cười vui vẻ, phát tay ra hiệu với mọi người, dẫn đầu bay lên, thổ thuộc tính áo nghĩa bao quanh người, liền như cá gặp nước ở đây. Siêu siêu, từng thân ảnh theo sau Lục Lâm Thiên. Giống, tiếng thú giống vang lên, một nham thạch cự nhân xuất hiện, lập tức đấm một quyền vào Lâm Thiên. Phá! Lục Lâm Thiên lại ngưng tụ ra hư ảnh cự long đánh ra một kích. Ngao! Tiếng long ngâm như sấm, hư ảnh cự long đánh thẳng vào một quyền của nham thạch cự nhân, đánh nát nham thạch cự nhân. Lục Lâm Thiên đứng trên không trung, hắn nhìn qua núi đồi bừa bộn, rõ ràng nơi này trải qua đại chiến, có không ít khí tức âm trầm bao phủ tầng trời, chứng minh giao thủ là người Thiên La Minh. Bọn chúng đang ở phía trước. Lục Lâm Thiên nhìn phía trước, cũng bởi vì có người Thiên La Minh dẫn đường. Hiện tại người Thương Khung Minh không gặp nguy hiểm lớn, vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên lại cẩn thận tiến lên phía trước. Siêu siêu. Khi trọng lực nặng nề càng ngày càng khủng khiếp, trong mắt người, từng hào quang thu liếm, thân ảnh xuất hiện trên hư không, những thân ảnh này kinh hãi khó nói nên lời. Trọng lực khủng bố áp bách nơi nơi, lực lượng áp bách làm người ta có cảm giác ngực bị đè nén, ngay cả tảng đá nhỏ cũng có thể bị áp nổ tung. Đây là đâu? Mọi người xuất hiện không gian này khủng bố, sắc mặt biến hóa, mà ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào, trong không gian nặng nề này bị khí tức âm hàn bao phủ, ánh mắt nhìn vào đám người phía trước. Khí tức âm hàn này có hơn vạn người, khí tức âm hàn mênh mông cuồn cuộn bao phủ không gian trọng lực, trong đám người Lục Lâm Thiên, Lục Kinh Vân, Lục Tâm Đồng, Nguyên Nhược Lan, Đạm Thai Tuyết Phi, Lam Thập Tam đều có không ít người quen thuộc. Hơn vạn người Thiên La Minh xuất hiện. Tu La nhất tộc bà Tu Mỹ Ngọc, bà Di, La Sát nhất tộc La Mỹ, Thiên Ma tộc Ma Hoàng đều ở trong đó, khí tức âm hàn bao phủ hư không, trong đó không ít khí tức không dưới đám người Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn. Là U Linh và Ma Võ. Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Băng Thiên nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng. Thiên Chủ, người quen đám người Thiên La Minh này sao? Lục Lâm Thiên hỏi với Phong Hành Thiên Chủ và Vạn Độc Chí Tôn, Băng Thiên. Phong Hành Thiên Chủ nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói với Lục Lâm Thiên. Phía trước có hai, một là Thiên Ma tộc Ma Võ Hồng Tôn, một khác là Dạ Xoa tộc U Linh Hồng Tôn, đều là người cùng thế hệ với ta, thực lực cũng không dưới ta. Dạ Xoa tộc, Thiên Ma tộc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn đám người bà Tu Mỹ Ngọc và lão giả của Thiên Ma tộc cùng Dạ Xoa nhất tộc. Cuối cùng ánh mắt nhìn lên một lão giả già nua, từ khí tức mơ hồ truyền ra, ánh mắt Lục Lâm Thiên co rút lại. Thánh Hồng Cảnh. Khi đám người Lục Lâm Thiên đến đây, trong Thiên La Minh có không ít ánh mắt ngưng trọng, hắn cũng không khó phát hiện, trong đội ngũ Thương Khung Minh cũng cường giả như mây, cũng không dưới Thiên La Minh. Thiên La Minh cảnh giác, lúc này vây quanh khối đá khổng lồ, đó là khối đá to như ngọn núi cao vạn mét. Khối đá như ngọn núi màu vàng này có bí vân thần bí xuất hiện. Năng lượng thổ thuộc tính chấn động rất mạnh, trọng lực trong không gian đủ áp nổ hóa hồng cảnh đều từ tảng đá này phóng thích ra ngoài.
Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thẳng vào tảng đá này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần sắc ngưng trọng cực kỳ hiếm thấy. Nếu như trong đám người Thiên La Minh không có Thánh Hồng Cảnh tồn tại, có lẽ Lục Lâm Thiên sẽ không lo lắng gì. Nhưng trong Thiên La Minh có một Thánh Hồng Cảnh ẩn thân trong đó, như vậy sẽ có ý đồ khác. Tiểu tử, có lẽ đang ở trong tảng đá. Trong đầu Lục Lâm Thiên, cây đao màu vàng nói ra. Nhưng mà xem ra người tranh giành không ít. Đao thúc, Thiên La Minh có một Thánh Hồng Cảnh, vạn nhất động thủ, sợ rằng chúng ta không chiếm quá nhiều tiện nghi. Lục Lâm Thiên nói với cây đao màu vàng. Người Thiên La Minh ở đây nhất định phát hiện nơi này có bảo vật. Về phần người Thiên La Minh biết là bảo vật gì, Lục Lâm Thiên hiện tại cũng không suy đoán, nhưng có thể khẳng định là người Thiên La Minh muốn đạt được vật trong khối đá như núi kia là không dễ dàng. Trong tảng đá này có thổ thánh nguyên, bảo vật này không kém, chẳng lẽ người buông tha? Cây đao màu vàng nói. Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tảng đá tỏa ra thổ thuộc tính khủng khiếp kia. Bảo vật như thế, Lục Lâm Thiên tự nhiên không muốn buông tha. Bởi vì biết thổ thánh nguyên là trọng bảo, Lục Lâm Thiên mới có thể theo tới đây. Có cây đao màu vàng ở đây, có trọng bảo nào mà hắn không phát hiện chứ? Phong Hành, Hải Nhược, Độc Tôn, các ngươi có ý tứ gì? Mọi thứ phải có thứ tự trước sau, các ngươi muốn đoạt sao? Vào lúc này, trong Thiên La Minh, một Dạ Xoa nhất tộc cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong nhìn thấy đám người Phong Hành Thiên Chủ, Hải Nhược Hồng Tôn, Vạn Độc Chí Tôn ba người, ánh mắt của hắn ngưng trọng. Nhưng không quá quan tâm, trong lòng có dựa vào. Người gặp có phần, đây chính là trong thương khung bí cảnh, U Linh, chẳng lẽ thương khung bí cảnh là của các ngươi sao? Vạn Độc Chí Tôn nhìn Dạ Xoa tộc U Linh nói ra. Hừ, nếu người gặp có phần, vậy phải xem các ngươi có thực lực này hay không, không có thực lực thì nên đi sớm một chút. Lão giả bao phủ trong ma khí cảnh U Linh quát Vạn Độc Chí Tôn. Đúng vậy, không có thực lực thì sớm cút đi. Lời này là Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt của hắn đảo qua đám minh linh, nhìn ám quỷ tộc, âm linh tộc và phệ hồn nhất tộc, sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên bộc phát không chút che giấu. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, ánh mắt U Linh tập trung Lục Lâm Thiên, nói. Tiểu tử, người chính là Lục Lâm Thiên sao, đây chính là thương khung bí cảnh, nên ít hung hăng càn quấy, nếu không bản tôn không ngại lấy mạng của ngươi. Cửu nguyên hóa hồng đỉnh phong. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thẳng U Linh, khóe miệng như cười mà không cười, hắn nói. Dạ Xoa tộc cửu nguyên hóa hồng đỉnh phong, đúng là có tiền vốn hung hăng càn quấy, nhưng ta lại không thích kẻ cậy già lên mặt, muốn giết ta, sợ rằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Khặc khặc, U Linh cười lạnh lẽo, ánh mắt đầy băng giá nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, tiếng cười thu liếm, nói. Tiểu tử, ngươi đang tìm chết. Có bản lĩnh phóng ngựa tới, hôm nay ta chơi với ngươi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ám động, thân ảnh bước lên trời, ánh mắt nhìn thẳng U Linh, nói. Ta hôm nay thành toàn ngươi, như vậy đi, ta và ngươi đánh một trận, nếu ngươi bại, dẫn người Thiên La Minh rời đi, bảo vật sẽ thuộc về thương khung minh của ta, nếu ta bại, người thương khung minh cũng không ở lại nơi này, thế nào? U Linh tức giận, ánh mắt hữu ý vô ý lại nhìn qua lão giả già nua, ánh mắt cực kỳ cung kính. Ánh mắt lão giả già nua không có quá nhiều biến hóa. Ánh mắt chỉ đảo qua người Lục Lâm Thiên, sau đó ánh mắt chấn động, dường như nói gì đó với U Linh. Khi thấy lão giả gật đầu, U Linh lập tức không quan tâm tới Lục Lâm Thiên, nói. Tiểu tử không có mắt, đây là ngươi tự tìm chết, cứ dựa theo lời ngươi nói, ta và ngươi đánh một trận, ngươi thua sẽ mang người của mình cút khỏi đây. Vừa dứt lời, ánh mắt U Linh không yên lòng nhìn Phong Hành Thiên Chủ cùng Hải Nhược Hồng Tôn, Vạn Độc Chí Tôn ba người, hỏi. Phong Hành, Hải Nhược, Độc Tôn, các ngươi không có ý kiến chứ? Phong Hành Thiên Chủ ba người nhìn nhau, sau đó mỉm cười hiểu ý, sau đó sắc mặt ngưng trọng, Phong Hành Thiên Chủ có phần sốt ruột nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, không bằng để ta tới. Thiên Chủ, để ta đi, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm thầm bất đắc dĩ nhìn qua Phong Hành Thiên Chủ, nhưng lại hiểu ý phối hợp với, Phong Hành Thiên Chủ nói thế hắn hiểu rõ. Đây là nói cho U Linh nghe, sợ U Linh lâm trận thối lui. Vậy được rồi, người nhất định cẩn thận một ít. Phong Hành Thiên Chủ ngưng trọng nói với Lục Lâm Thiên. Phong Hành, người càng ngày càng giống đàn bà, chẳng lẽ thương khung minh các ngươi lật lọng hay sao? Nhìn thấy Phong Hành Thiên Chủ như thế, U Linh quát lớn, Phong Hành Thiên Chủ sợ Lục Lâm Thiên cải biến chủ ý. Vậy được rồi, chúng ta không có ý kiến,
nếu ai bại thì mang người của mình đi. Nghe vậy, Phong Hành Thiên Chủ cắn răng nói với U Linh, đám người Vạn Độc Chí Tôn, Băng Thiên, Hải Nhược Hồng Tôn lại hiểu ý cười vui vẻ, thực lực Lục Lâm Thiên thế nào, bọn họ đều biết rõ. Vạn Độc Chí Tôn, Hải Nhược Hồng Tôn, Băng Thiên cũng biết, nếu U Linh biết Lục Lâm Thiên trên đường đi bắt giữ bao nhiêu cửu nguyên hóa hồng tu vị thì chỉ sợ hắn không dám cậy gài lên mặt với Lục Lâm Thiên. Khặc khặc, U Linh cười lạnh, ánh mắt nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên, không phải nói ta cậy già lên mặt, trong tình huống ngươi không sử dụng Tử Lôi Huyền Đỉnh, bản tôn sẽ cho ngươi đánh ba chiêu không hoàn thủ, cho ngươi bại tâm phục khẩu phục. Vừa dứt lời, U Linh cười lạnh không ngớt, hắn biết rõ Lục Lâm Thiên có Tử Lôi Huyền Đỉnh tuyệt đối không dễ chọc, hắn cũng tuyệt đối không phải người chủ quan, thậm chí hắn sống nhiều năm như vậy, trải qua sóng to gió lớn quá, nhiều, cho dù là đối mặt với hậu bối hắn cũng chuẩn bị vạn toàn. Nhường ta ba chiêu, đây là ngươi nói đấy nhé. Lục Lâm Thiên liếm bờ môi, hắn âm thầm vui vẻ, hắn ngưng tụ một quyền đánh thẳng vào người U Linh. Oanh! Kim quang rạng rỡ, sát khí lăng lệ, những nơi đi qua, không gian bị đánh nát, quyền kình đánh thẳng vào U Linh. Đột nhiên quyền kình đánh tới, thân ảnh U Linh biến mất. Chiêu thứ nhất, không gian sau lưng Lục Lâm Thiên có thân ảnh U Linh xuất hiện, hắn đang cười lạnh nhìn Lục Lâm Thiên. Lúc này ánh mắt đám người Phong Hành Thiên Chủ, Hải Nhược Hồng Tôn, Vạn Độc Chí Tôn đại biến, ban đầu Lục Lâm Thiên đánh ra một quyền nhìn như không kém, nhưng mà Vạn Độc Chí Tôn, Phong Hành Thiên Chủ đều biết rõ thực lực chân chính của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đã đột phá cửu nguyên đại viên mãn, một quyền vừa rồi không phải thực lực chân chính của Lục Lâm Thiên, một quyền kia nhiều nhất chỉ tương đương lục nguyên hóa hồng đỉnh phong mà thôi. Thời điểm U Linh xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên kinh ngạc quay người, sắc mặt khiếp sợ, hào quang màu vàng bao phủ, thổ thuộc tính áo nghĩa bắt đầu khởi động, lập tức như cá gặp nước trong không gian này. Khí tức của Lục Lâm Thiên lại tăng lên, khí tức thất nguyên hóa hồng bộc phát không giữ lại, tiếp tục đánh thẳng vào U Linh. Xoẹt! Khi đánh ra một chưởng này, thổ thuộc tính năng lượng bắt đầu khởi động, làm cho không gian run lên, chưởng ấn đánh không gian sụp đổ, có xu thế hủy thiên diệt địa. Thì ra là thất nguyên tiểu viên mãn, khó trách dám hung hăng càn quấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 162.